chúng ta sẽ có vào cái buổi chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi chữa cái đề số 4. Đề minh họa lần 2 năm 2017. Thì thi trung học phổ thông quốc gia ấy, thì bởi vì là có 24 mã đề. Cái khung của nó thì nó cứ lặp đi lặp lại liên tục thôi. Nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục ở những cái chỗ phần mà nào mà có. Ok, giờ chúng ta sẽ có nhé. Câu số 1. Trong công nghiệp, để điều chế NaOH bằng điện phân, người ta điện phân dung dịch chất X có màng ngăn, thì chất X là, thứ nhất là điện phân dung dịch nhé, thì Na2S4 điện phân thì bản chất là điện phân nước. Na2NO3 cũng thế. Na2CO3 thì không bao giờ có chuyện Na2CO3 điện phân cả. NaCl, chúng ta viết được cái phương trình NaCl này, điện phân dung dịch thì tạo thành NaOH này cộng với lại Cl2 này cộng với lại H2 này, thì có đúng là trong công nghiệp để điều chế NaOH thì người ta điện phân dung dịch chất X, vậy chất X của chúng ta ở đây là NaCl. Chú ý là phải điện phân dung dịch có màng ngăn nhé, có màng ngăn nhé, chứ nếu mà không có màng ngăn là không được nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok chưa? Câu số 2. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? Chú ý cái từ ở đây là từ không nhá. À, quá trình đun nấu đốt lò sưởi trong sinh hoạt thì nó sinh ra khí CO2 với khí CO đúng không? CO2 với CO thì đều làm ô nhiễm không khí. Bỏ. Quang hợp của cây xanh thì nó sinh ra oxy. Được chưa? Khi nó sinh ra oxy này thì bởi vì là nó sinh ra oxy nên nó dẫn đến làm gì? Là không gây ô nhiễm không khí, bởi vì oxy làm cho không khí trong lành hơn đúng không? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Còn quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô, đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô ấy thì nó cũng sinh ra thằng CO2 với thằng NO2 với thằng NO đúng không? Thì sinh ra ba thằng này thì nó là làm ô nhiễm không khí nhé. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao thì nó sinh ra thằng CO2, vậy nó cũng làm ô nhiễm không khí. Vậy thì đáp án đúng ở đây chúng ta là không gây ô nhiễm không khí là đáp án B nhé. Các em chú ý. Câu số 3. Chất nào sau đây? Câu số 3. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH mà lại vừa phản ứng với dung dịch HCl? Lưu ý ở đây đề bài bảo chúng ta là vừa, có nghĩa là cái chất đó nó phải vừa tác dụng với NaOH mà nó lại cũng vừa tác dụng với HCl. Vậy thì ở đây mình có này, AlCl3 là 0, Al2S4 3 lần cũng 0, NaAlO2 cũng 0. Vậy chỉ có thằng Al2O3 là thằng oxit lưỡng tính. Chỉ có những cái thằng oxit lưỡng tính với lưỡng tính hoặc là hai thằng kim loại là nhôm và kẽm thì mới tác dụng với cả NaOH và HCl. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có cái phương trình là Al2O3 cộng với lại NaOH để tạo thành, như thầy vẫn viết là NaAlOH 4 lần trừ NaAlOH 4 lần trừ. Được chưa? Và tương tự nó sẽ là Al2O3 cộng với lại HCl để tạo thành AlCl3. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Mình sang cái câu tiếp theo là câu số 4. Oxit nào sau đây tác dụng với HCl sinh ra hỗn hợp muối? Thế thì chúng ta rất là dễ, chúng ta nhìn được là Al2O3 mà cộng với HCl thì tạo thành AlCl3. ClO cộng với HCl thì tạo thành CaCl2. Na2O cộng HCl thì tạo thành NaCl. Vậy ở đây chỉ có cái thằng ở cái câu số 4 này thì chỉ có duy nhất một cái thằng là Fe3O4 mà cộng với HCl thì nó sinh ra là FeCl2 cộng với FeCl3 cộng với lại H2O. Và lưu ý cái tỷ lệ, do trong Fe3O4 thì FeO và Fe2O3 tỷ lệ là 1:1. Thế nên anh này sẽ sinh ra 1 FeCl2 và 2 FeCl3. Được chưa? Thì đúng là nó sinh ra hỗn hợp muối thật, là hỗn hợp muối là FeCl2 và FeCl3 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Oxit tác dụng HCl sinh ra hỗn hợp muối đấy, Fe3O4 nhá. Đấy thì nó là rất rất là dễ thôi. À sorry, câu 3 đáp án D. Đấy, nói là D đúng nhưng mà lại đi tô đáp án A. Ok. Sang câu số 5. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Câu số 5. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Nhá, đề bài hỏi chúng ta là polymer nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Thì mình có là polysaccharide là không là gì, trồng cây mía cơ chứ không phải là phản ứng nhá. Polyvinyl chloruro. Polyvinyl chloruro thì đi từ vinyl chloruro CH2 nối đôi CHCl. Mình có là nhiệt độ này,
áp suất này, xúc tác này để tạo thành CH2 này, CHCl này, tất cả N lần này. Được chưa? Vậy thì đúng là anh này được thực hiện bằng phản ứng trùng hợp thật. Thằng này là vinin clorua thì tạo thành anh này là polyvinin clorua. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Câu số... Thế còn lại polyethylene terephthalate là trùng ngưng, ni lông 6,6 cũng là trùng ngưng. Câu số 6. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH. Đấy, những cái câu như ví dụ như FeCl3 với NaOH là rất hay thi nhá. Nó hỏi về màu, màu của kết tủa. Rất hay thi trong các đề thi trung học tổ quốc gia hay là đề minh họa hay đề thi thử. Cộng với NaOH thì nó sẽ tạo thành là FeOH3 lần, đúng không? FeOH3 lần thì FeOH3 lần này là kết tủa màu nâu đỏ, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 7. Sản phẩm của phản ứng ester hóa giữa ancol metilic và ancol propylic là. Câu số 7, sản phẩm của phản ứng ester hóa giữa ancol metilic, thế mình phải viết ra. Ancol metilic là CH3OH với lại acid propionic là C2H5COOH. Được chưa? Mũi tên hai chiều H cộng, được chưa? Thì ở đây nó sẽ tạo thành phản ứng ester hóa, nó tạo thành là C2H5COOCH3 cộng với lại H2O. Được chưa? Và anh này có tên gọi là gì? Metin propionate ạ. Metin propionate. Đáp án đúng là đáp án B bỏ, metin propionate. Câu số 8. Câu số 8. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? Mình lưu ý rằng là thằng quỳ tím thì nó sẽ chỉ chuyển màu với những chất là axit thì nó chuyển thành màu đỏ, bazơ nó chuyển thành màu xanh. Etinamin nó là C2H5NH2. Anh này có tính bazơ mạnh. Và do anh này có tính bazơ mạnh nên làm quỳ tím chuyển thành màu xanh nhá. Làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Đây đề bài hỏi là không chuyển màu. Vậy bỏ A. Anilin nó là C6H5NH2. Và do thằng anilin nó là C6H5NH2 nên nó làm sao nhỉ? Không làm quỳ tím chuyển màu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Còn metinamin, metinamin là CH3NH2 thì cũng làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Và trimetinamin thì nó cũng làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Nên là bỏ hết A, C, D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu số 9. Trong các kim loại thì kim loại có tính khử mạnh nhất là. Lưu ý nhá, kim loại có tính khử mạnh nhất thì mình phải đọc theo cái chuỗi điện hóa, đúng không? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Vậy kim loại có tính khử mạnh nhất trong này là khi nào ba cần mua. Mua là magie. Vậy kim loại tính khử mạnh nhất trong này là B. Chúng ta phải nhớ cái dãy điện hóa nhé. Câu số 10. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch? Lưu ý cái từ là không. Mình lưu ý anh Gliala. Anh Gliala của chúng ta là thằng peptide, đúng chưa? Peptide thì nó có liên kết NHCO, được chưa? Cái liên kết NHCO này thì kém bền trong NaOH nhá. Vậy là nó có phản ứng. Bỏ. Glycine. Glycine này H2N CH2COOH. Thì đúng là glycine chúng ta có nhóm chức COOH không? Nhóm chức COOH này tác dụng với NaOH đúng không? Vậy là đây nó có phản ứng. Vậy loại B. Metinamin CH3NH2. CH3NH2 này thì không tác dụng với NaOH, đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Chứ còn metinformat là HCOOCH3. Metinformat là HCOOCH3 thì tác dụng được với NaOH, đúng chưa? Vậy ở đây cũng bỏ nốt D. Vậy không phản ứng với NaOH của chúng ta chỉ có thể là metinamin, được chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Câu 11 là một câu khá là hay. 11 nhá. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Vậy đá vôi chúng ta là gì? CaCO3 này. Nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên này, được dùng làm vật liệu xây dựng, nung 100 kg đá vôi chứa 80% CaCO3. Chú ý là 100 kg đá vôi chứa 80% CaCO3. Thế đây là 100 g này. 100 kg thì thầy cứ coi là 100 g nhá. Thì chứa 80%, vậy số khối lượng của CaCO3 là 100 nhân với 0,8. Thầy tìm được số mol luôn. Là 100 này nhân với 0,8 này, phân tử khối của CaCO3 bằng 100 này. Vậy là nó bằng là 0,8 đúng không? Số mol CaCO3 bằng 0,8. Vậy thì hoàn toàn ở chỗ này nó còn tạp chất. Tạp chất trơ nhé. Mình lưu ý cái từ ở đây là từ tạp chất trơ. Vậy tạp chất trơ nó sẽ là bằng 100 trừ đi 80 kg CaCO3, vậy là tạp chất trơ còn 20 kg. Ok. Thế bây giờ là nung. Nung CaCO3 thì nó sẽ thu được là CaO cộng với lại CO2 phải không nhỉ? Thế thì nung thì hoàn toàn 0,8 thì số mol CaO là 0,8. Đây là thằng này tồn tại dạng rắn, còn CO2 là dạng khí.
Được chưa? Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có rằng đề bài hỏi chúng ta là khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng thì nó sẽ gồm CaO và CO và tạp chất trơ. Và tạp chất trơ. Vậy thì mình có là tạp chất trơ của mình ở đây là 20 kg rồi. 20 kg. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng luôn, đúng không? Mình tìm được khối lượng luôn là bằng 0,8 nhân 56. 0,8 nhân 56 cộng với 20 thì bằng 64,8. 64,8 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C cơ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C cơ. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 12. Kim loại chrome thì cái câu này trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 nó sẽ bị lược bỏ nhá. Kim loại chrome tan ở trong dung dịch nào? Thì chúng ta lưu ý là nhôm sắt chrome thì bị thụ động trong H2O3 đặc nguội, có nghĩa là không tác dụng nhá. À, nhôm sắt chrome cũng bị thụ động trong H4 đặc nguội, không tác dụng. Nhôm thì cũng càng không tan ở trong NaOH loãng. Vậy chrome, sorry nhầm, chrome không tan ở trong NaOH loãng. Thế vậy chrome thì tan ở trong HCl nóng, đúng chưa? Chúng ta viết được cái phương trình là chrome cộng với lại HCl để tạo thành CrCl2 cộng với lại H2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 13. Mình sang câu tiếp theo, câu số 13. Câu số 13. Cho 5 gam hỗn hợp gồm bạc và nhôm. Cho 5 gam hỗn hợp gồm bạc và nhôm. Cho 5 gam hỗn hợp gồm bạc và nhôm này. 5 gam hỗn hợp gồm bạc và nhôm nhá. Thế mình có ở đây là 5 gam này, gồm bạc này với nhôm này, vào dung dịch HCl dư này. Vào dung dịch HCl dư này. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 3,36 lít khí hiđro. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hiđro. Mình tìm được số mol hiđro bằng 3,36 chia cho 2,4 bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Thế thì ở đây mình có nhá, thằng bạc thì không tác dụng HCl. Vậy ở đây tác dụng HCl thì chỉ có thằng nhôm thôi. Mình từ số mol hiđro mình suy ngược lại được số mol nhôm. Mình có là số mol hiđro bằng 0,15 thì mình suy ngược lại được số mol nhôm là 0,15 chia cho 1,5 bằng 0,1. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng của nhôm là bằng 0,1 nhân 27. 0,1 nhân 27, được chưa? Chia cho 5 nhân 100 bằng 54%. 54%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 14. Câu 14. Khử hoàn toàn 32 gam đồng thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO. Khử hoàn toàn 32 gam CuO. Đây, khử hoàn toàn 32 gam CuO. Chúng ta tìm được số mol CuO luôn. Chúng ta tìm được số mol CuO luôn bằng 32 chia cho 80. 80 thì bằng 0,4 mol. 0,4 mol CuO thì cần vừa đủ V lít khí CO nhá. CO thì cần vừa đủ thì nó sẽ tạo thành là Cu cộng với lại CO2. Mình có anh này là 0,4 thì anh này là 0,4. Vậy hoàn toàn mình tìm được V luôn là 0,4 nhân với lại 2,4 thì bằng 8,96 lít. Ok. Câu số 15. Câu số 15. Câu số 15. Cho hỗn hợp gồm CH3COCH5 và CH3CONH4. CH3COOCH2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2 thì thu được dung dịch chứa m gam muối. Vậy này, nhìn anh này, đúng không? Thì nó đều chỉ thu được một muối là CH3COONa thôi ạ. Đúng chưa? Dĩ nhiên là đằng sau này thì nó sẽ cộng với lại là anh ancol là C2H5OH, C2H5OH và NH3 cộng với nước, nhưng không quan tâm bởi vì đề bài hỏi m muối là chỉ hỏi m thằng này thôi. Thế mà chúng ta mà đi bảo toàn natri ạ, chúng ta đi bảo toàn natri ạ. Đây natri ở đây, đề bài nói chúng ta là phản ứng vừa đủ mà. Thì natri đây sẽ chu tọt hết vào đây. Vậy số mol thằng này bằng 0,2. Vậy hoàn toàn đấy tôi mình tìm được khối lượng đúng không? Mình có là 0,2 nhân với lại 82 thì bằng 16,4 gam. 16,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 16,4 gam. Mình sang câu tiếp theo là câu số 16. Câu tiếp theo là câu số 16. Cho hỗn hợp gồm kẽm và sắt. Cho hỗn hợp gồm kẽm và sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm CuNO3 2 lần, CuNO3 2 lần và AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp hai kim loại. Kim loại ở đây đề bài nói là hai kim loại thì chúng ta cần lưu ý nhé. Bởi vì là hỗn hợp của chúng ta thu được là hai kim loại thì chúng ta phải nhớ cho thầy là thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Vậy ở đây thằng nào tính khử thật yếu nhất thì nó sẽ tạo thành đầu tiên. Thì trong kẽm, sắt, đồng, bạc thì thằng tạo thành đầu tiên là bạc. Hai kim loại thì sau khi tạo thành bạc thì sẽ tạo thành đồng. Vậy là chỉ có hai kim loại là bạc và đồng thôi, bởi vì đề bài yêu cầu là có hai kim loại nhá.
thu được hỗn hợp hai kim loại là bạc và đồng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là bạc và đồng, đồng và bạc. B, bỏ. Câu số 17. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O. 17 hòa tan hoàn toàn. Câu số 17. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O. Chúng ta tìm được số mol K2O bằng 9,4 chia cho 39 x 2 cộng 16 bằng 0,1. 0,1 mol vào nước. Vào nước thì K2O vào nước thì mình thu được KOH đúng không? Hai thằng KOH nhá. Thế thì số mol anh này là 0,1 thì suy ra số mol KOH bằng 0,2. Được chưa? Thu được dung dịch có nồng độ x phần trăm, vậy mình có này, c phần trăm thì bằng m chất tan chia m dung dịch nhân 100% đúng không, nhưng mà 100% này bỏ, 0,2 nhân với 56 chia cho m dung dịch thì bằng m dung dịch sau, đây là m dung dịch sau nhé, bằng m dung dịch ban đầu là m nước này 70,6 này cộng với m vào này là 9,4 này thì bằng bao nhiêu, 0,2 này nhân 56 này chia cho này 70,6 cộng 9,4 bằng 0,14 nhân với 100 thì nó bằng là 14%, đúng chưa? 14%, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 14%. 14%. Mình sang câu 18. Acid acrylic tác dụng với ancol đơn chức. Acid acrylic CH2 nối đôi CH COOH cộng với ancol đơn chức là ROH, thu được STI là C2H3COOR. Đấy chưa? Mũi tên hai chiều nhá, trong môi trường H cộng nhá. Chúng ta phải nhớ cái chỗ này, nước thì trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Oxy đây, trong này có hai oxy đúng không? Vậy mình có phần trăm về khối lượng của oxy sẽ bằng, trong này là 32 này chia cho phân tử khối. Phân tử khối của bọn này là bằng, đây là 12 x 2 bằng 24, 24 cộng 3 là 27. 27 cộng với COO này là 44 cộng với lại R thì bằng bao nhiêu? Bằng 32% là 0,32. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được, suy ra mình tìm ra được 27 cộng 44, 27 cộng 44 bằng 71, 71 cộng R thì bằng 32 chứ 0,32 bằng 100. Vậy suy ra mình tìm được R bằng 100 trừ 2 trừ 100 trừ đi 71 bằng 29. R bằng 29 thì ngay lập tức chúng ta tìm được luôn là R chúng ta nó chính là C2H5 ạ. Vậy thì suy ra là cái thằng ancol chúng ta là C2H5OH, và nó là C2H5OH thì đuôi của nó là phải là đuôi C2H5 đúng chưa? Đây là đuôi CH3 vứt, đây đuôi OCH3 vứt. Đúng chưa? Mà đầu axit của chúng ta nó phải là gì? C2H3, vậy nó phải là CH3COCH5. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Những cái câu này các em phải làm chắc chắn đúng hết cho thầy nhá. Chắc chắn đúng hết, đề năm nay có khả năng là dễ. Thế nhưng mà những cái, nhưng mà mình lại rất dễ hay sai những câu dễ. Nếu đề đã dễ thì lại hay là cho vào cái chỗ mẹo để mà giết hay sai. Phải nhớ cái điều đấy, được chưa? Để mà bọn khác không chửi được. Câu số 19. Cho dãy các chất sau, số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH. Đề bài bảo chúng ta là có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH nhé. Mình có này, tripalmitin. Tripalmitin chúng ta là chất béo, đúng không? Chất béo thì phản ứng với NaOH, đây gọi là phản ứng xà phòng hóa, có một chảo. Acid amino acetic là thằng này, H2N này, CH này, CH3 này, COOH này, có phản ứng đúng không? Có. Phản ứng này, mình có ala gly glue thì thằng này là có nhóm NHCO, thằng này có nhóm NHCO đúng không? Thì nó có phản ứng đúng không? Bởi vì là cái liên kết NHCO nó kém bền mà. Ethyl propionate là ete cũng có phản ứng tốt. Vậy mình có là 1 2 3 4, 4 thằng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, sang câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai? Đấy, lấy được xong câu này là được 5 điểm luôn. Phát biểu nào sau đây là sai? Protein là cơ sở tạo nên sự sống. Đúng. Protein đơn giản là những chất có liên kết tối đa là 10 liên kết peptide. Sai. Protein đơn giản ấy, nó là những cái, là những protein mà trong phân tử chỉ được cấu tạo bởi từ các alpha amino acid, đúng chưa? Vậy sai là B. Ok, sang câu số 21. Xà phòng hóa hoàn toàn STX mạch hở trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm. Xà phòng hóa hoàn toàn STX mạch hở trong dung dịch NaOH thu được các chất hữu cơ gồm COO Na 2 lần này, cộng CH3CO này
cộng với lại C2H5OH này. Đúng chưa? Thế chúng ta nhìn nhá, chúng ta nhìn nhá, ở đây là có hai natri này. Vậy đây sẽ là hai này. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhá. Mình có này, hai carbon này. Cộng với hai carbon là 4, 4 cộng 2 là 6, đúng không? Vậy anh này là C6 này. Đến hiđro nhá. Hiđro thằng này là 3 cộng 1 là 4 hiđro, 4 hiđro cộng với 6 hiđro là 10, 10 trừ đi 2 là 8. C6H8. O này, O 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 1 là 5, 5 cộng 1 là 6, 6 trừ 2 thì còn 4. Vậy suy ra thằng X của chúng ta công thức phân tử là C6H8O4. Cẩn tắc vô ấy nấy, đáp án đúng là đáp án D. Ok. Mình sang câu tiếp theo là câu số 22. Mình sang câu tiếp theo là câu số 22. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X thu vào bình tam giác như hình vẽ sau. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X thu được vào bình tam giác theo hình vẽ sau thì thí nghiệm đó là gì? Thì mình có nhìn này, khí X của mình này thu được vào trong bình này theo phương pháp là úp ngược bình. Úp ngược bình, vậy thì cái khí này bắt buộc nó phải nhẹn không khí nhé. Úp ngược bình khi và chỉ khi khí phải nhẹn không khí. Khi và chỉ khi thằng X phải nhẹ hơn không khí. Mà không khí phân tử khối của chúng ta là bằng 29, vậy là nó phải nhỏ hơn 29 nhá. Mình có này, HCl này cộng với lại CaCO3 thì nó tạo thành là CaCl2 cộng với H2O cộng với CO2. Được chưa? Thì mình có là CO2 bay lên này. CO2 bay lên thì phân tử khối CO2 bằng 44, 44 là nặng hơn không khí rồi. Vứt. Cho H2S4 đặc vào Cu. Cu tác dụng với lại H2SO4 đặc thì tạo thành Cu2 cộng. Tạo thành CuSO4 cộng với lại SO2 cộng với lại H2O. SO2 này thì phân tử khối của nó bằng 64 này. 64 vẫn nặng hơn 29 đúng không? Vậy là bỏ ngay đáp án B. Được chưa? Cho dung dịch H24 loãng vào kẽm. Kẽm cộng với H2SO4. Kẽm cộng H24 thì tạo thành ZnSO4 cộng với lại hydro. Đúng chưa? ZnSO4 cộng hydro thì mình có là hydro bằng 2. Hydro bằng 2 thì nó nhẹ hơn không khí đúng không? Hydro bằng 2 nhẹ hơn không khí, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ngon chưa? Bắt đầu khó rồi đấy, bắt đầu khó một tí rồi. Thế lại còn cái chỗ là thằng KCl đặc vào dung dịch đựng tinh thể K2CL2O7. Nhiều đứa bảo là cái này không thi nhưng mà thực ra nó có thi, bởi vì cái phần mà HCl đặc vào K2CL2O7 này là phản ứng điều chế clo. Phản ứng điều chế clo nhá, trong phòng thí nghiệm thì nó sinh ra khí clo. Ok chưa? Cái này nó sinh ra khí clo. Nhá. Xong nhá. Được chưa? Mình sang câu 23. Về đáp án câu 22, đáp án đúng chúng ta đáp án C. Mình sang câu 23 này. Câu 23. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3. Bột sắt này vào dung dịch HNO3 này. Sau khi phản ứng hoàn toàn, sau khi phản ứng hoàn toàn thì thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Đấy, thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất, mình tìm được số mol của nó, bởi vì ở đây có từ sản phẩm khử duy nhất nên suy ra nó không có NH4 cộng nhá. Mình sẽ có số mol NO là bằng 0,1. Được chưa? Và 2,4 gam chất rắn. Vậy thì chất rắn chắc chắn còn lại là sắt dư. Và chúng ta tìm được số mol sắt dư là 2,4 chia 56. 2,4 chia 56 bằng 2,4 gam chất rắn. Ơ thầy sao thầy bấm 2,4 chia 56. Số mol lẻ 2,4 gam sắt, thế thôi mình không ghi là số mol sắt dư nữa. Đây là dư 2,4 gam. Thế chúng ta lưu ý này, ở đây này là sắt dư. Sắt dư vì vậy nên là trong dung dịch của chúng ta chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi. Ok, muối sắt 2. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có này, hoàn toàn đấy mình sẽ tìm được bảo toàn electron. Bảo toàn electron thì mình sẽ tìm được số mol sắt phản ứng. Số mol sắt phản ứng thì sắt từ sắt 0 lên sắt dương 2, vậy là 2 lần số mol sắt phản ứng thì sẽ bằng nitơ từ nitơ dương 5 về nitơ dương 2. 5 trừ 2 bằng 3. 3 nhân vậy số mol NO là nhân 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol Fe phản ứng sẽ bằng là 0,1 nhân 3 bằng 0,3. 0,3 chia 2 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của M sẽ bằng 0,15 nhân 56 cộng với 2,4 thì bằng 0,15 nhân 56. 0,15 nhân 56 cộng với 2,4 bằng 10,8. 10,8, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. 10,8, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Tiếp nha, mình sang tiếp câu 24. Câu 24. Hỗn hợp E gồm 3 amin đơn chức. Hỗn hợp E
mức này mức 6 điểm nhé. Từ câu số 1 đến câu số 32 chúng ta đã học lớp của thầy là không được sai một câu nào. Câu 24. Hỗn hợp E gồm 3 amino đơn chức. E gồm 3 amino đơn chức. 3 amino đơn chức với công thức tổng quát nó là CnH2n cộng 3n, được chưa? Đốt cháy hoàn toàn M gam E bằng oxy thì thu được CO2 cộng H2O cộng N2. Chúng ta tìm được số mol N2 bằng 0,672 chia cho 2,4 bằng 0,003. Không biết có đúng không nhỉ? 0,672 chia 2,4 bằng 0,03 thôi ạ, bằng 0,03. Vậy là ở đây là của thầy nó đang dư ra một số 0 nhá. 0,03 ở đây của mình dư, của thầy đang dư ra một số 0. Để tác dụng với M gam E thì cần vừa đủ dung dịch HCl. Thế thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì thầy sẽ tìm được số mol của 3 amin. Đấy, mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ mình có 0,03 nhân 2 thì anh này sẽ bằng là 0,06. Mặt khác lưu ý đây là amino đơn chức. Amino đơn chức thì một thì amino đơn chức thì tác dụng HCl theo tỷ lệ mol 1:1. Được chưa? Và anh này là 0,06 thì suy ra anh này cũng bằng là 0,06. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm ra được V, mình lấy 0,06 chia cho 1 nhá. Thì mình sẽ có V bằng 0,06 chia 1 bằng 0,06. 0,06 mà chia cho 2,4. À sorry, 0,06 mà chia cho 1 thì bằng 0,06. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm ra được lít là bằng 0,06 lít. Mà mình suy ra mililít thì là 0,06 lít. Quy ra mililít thì nó là 60 nhá. 60 ml B. Câu 25. Câu 25. 25. Điện phân với điện cực trơ, dòng điện không đổi. Điện phân với điện cực trơ, dòng điện không đổi. Dung dịch muối nitrat của một kim loại M. Điện phân với điện cực trơ nhé, dòng điện không đổi này. Dung dịch muối nitrat của một kim loại M. Đây là một cái câu điện phân khá là hay. Chúng ta quan sát nhé. Kim loại hóa trị M không đổi, điện cực trơ này, dung dịch muối nitrat, kim loại M hóa trị N không đổi. Đây là M NO3 tất cả N lần. Được chưa? Sau điện phân sau thời gian là T giây thì mình có là M dung dịch giảm. M dung dịch giảm bằng 6,96 thì chính bằng M kết tủa cộng M khí, đúng không? Và tại anốt thì chỉ thu được A gam kim loại. Sau thời gian là 2T giây, 2T giây thì M dung dịch giảm bằng 11,78. Chúng ta nhìn thấy nếu mà là 2T giây thì gấp đôi, đáng nhẽ nó phải gấp đôi về khối lượng dung dịch giảm đi. Thế nhưng mà lại không phải, đúng không? Và ca tốt thoát ra là 0,224 lít khí. Được chưa? Về giá trị ba thích thì cái phần điện phân thì mình quan trọng nhất là cái phần mà biện luận và phần xử lý của nó. Thế ở đây ngay lập tức mình có này, điện phân MNO3 N lần. Vậy là ở bên thằng mình xét về bên thằng anode và thằng ca tốt ở trong thời gian T giây. Đấy nhá, mình sẽ có là ca tốt và bên anode ở trong thời gian T giây. T giây này thì tại ca tốt chỉ thu được kim loại M, có nghĩa tại ca tốt lúc này chỉ xảy ra phản ứng MN cộng biến thành M. Được chưa? Và bên anode thì do anode chỉ có NO3 trừ nên chắc chắn là bên anode chúng ta sẽ chỉ có sự điện phân của nước. Nước để biến thành oxy cộng với lại 4H cộng. Ok. Ở cathode chỉ thu được A gam và M dung dịch giảm. Vậy M dung dịch này giảm chính bằng M của kim loại M cộng với M của oxy bay lên nhá. Tiếp tục sau thời gian 2T giây thì khối lượng dung dịch giảm là tương đây. Và tại cathode đây, nếu sau thời gian 2T giây thì đây là cathode, đây là anode thì nó vẫn là MN cộng biến thành M. Nhưng lúc này này, cathode thoát ra khí, bởi vì cathode thoát ra khí nên nó có sự điện phân của nước sinh ra hydro cộng với lại OH trừ, đúng chưa? Nước này sinh ra hydro này cộng OH trừ và mình tìm được số mol khí là bằng 0,224. 0,224 chia 2,4 bằng 0,01 mol. 0,01 thì đây là 2, vậy suy ra số mol OH trừ là 0,02. Được chưa? Đề bài bảo là giá trị của A thì lúc này ở bên này vẫn chỉ điện phân là nước ra được oxy cộng với lại 4H cộng thôi ạ. Ok. Đây là gấp đôi lên 2T giây. Thế thì đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của A. Xác định giá trị của A đâu rồi? A đâu? T giây khối lượng này. Ơ A đâu nhỉ? Điện phân dung dịch muối nitrat kim loại sau thời gian T giây. Đây, xác định khối lượng của A thì A là A gam kim loại, đúng không? Thế thì bây giờ thế này. Bây giờ thế này. Bây giờ nếu mà đi đặt là A thì nó rất là khó, đúng không? Thế thì bây giờ thầy đi đặt là số mol kim loại là M là X mol. Được không? Thầy đặt là số mol của thằng MNO3N lần này là X mol. X mol. Được chưa? Thế thì cái thời gian T giây này thì nó không có điện phân hết hết. Đúng không? Cái thời gian T giây này không, thế thì nói thế này là mình thầy đặt là gọi là cái gì nhỉ? Ở trong giai đoạn 1 đi cho nó dễ.
Đây này, trong giai đoạn 1 là A gam. Thế thì chỗ này nó sẽ là A phần M. Đấy nhá, thôi đặt luôn này. Sau thời gian T giây này, khối lượng dung dịch giảm 6,96, chị thu được A gam kim loại M. Thế thì chỗ này thầy tìm ra được là A gam kim loại M thì suy ra số mol là bằng A chia M. Đúng chưa? Thế thì ở cái thời điểm 1 này mà số mol của nó là A chia M thì hoàn toàn thầy tìm được số mol E trao đổi. Số mol E trao đổi. Số mol E trao đổi trong T giây. Nhá. Số mol E trao đổi trong T giây của mình nó sẽ là nhân lên với N, đúng không? Nhá, là ở đây mình chưa biết là kim loại này là kim loại hóa trị mấy ạ? Ở đây mình chưa biết là kim loại này là kim loại hóa trị mấy. Nhá, đề bài có nói không? Không nói, hóa trị không đổi thôi. Hóa trị không đổi thì bây giờ mình biện luận thì là để điện phân trong dung dịch mà ra được kim loại M thì nếu mà là kim loại hóa trị 1 thì chỉ có bạc. Natri kali là không có. Đúng chưa? Nhôm không hóa là hóa trị 3 cũng bỏ rồi. Vậy là mình chỉ có hoặc là bạc. Hoặc là bạc là hóa trị 1. Hoặc là các kim loại khác hóa trị 2. Vậy để đơn giản nhất thì mình giả sử là thằng M của mình hóa trị 2. Các kim loại khác hóa trị 2, còn nếu mà giải không ra thì nó là bạc. Ok. Vậy thì hóa trị 2 thì ngay lập tức mình tìm được số mol E trao đổi bằng 2A phần M. Được chưa? Thế thì ngay lập tức đến đây mình tìm được số mol oxy là 2A phần M chia 4, đúng không? 2A phần M chia 4 thì là bằng A phần 2M hay là 0,5AM? Số mol oxy là 0,5A chia M. Được chưa? 0,5A chia M. Thế thì hoàn toàn ở đây đề bài nói là ở trong thời gian T giây thì M dung dịch giảm. Vậy thì nó sẽ chính bằng là khối lượng là A cộng với lại khối lượng khí bay lên là khối lượng của oxy là 0,5A phần M chia nhân 32. 0,5A chia M nhân 32. Đấy, thì cái khối lượng này thì nó chính bằng là 6,96 gam. Ok, xong nhá. Bây giờ mình sang cái phần số 2. Thế thì ở cái phần số 2 là 2T giây thì mình sẽ có là số mol E nó sẽ nhân gấp đôi đi. Số mol E trao đổi thì nó, bởi vì đây là T giây mà đây là 2T giây thì số mol E trao đổi nó phải gấp đôi lên của cái thằng T giây. Được chưa? Gấp đôi lên thì nó sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng nhân 2 lên. Nhân 2 lên thì nó sẽ là 2 nhân với 2A phần M thì nó bằng là 4A phần M. Được chưa? 4A phần M thì với số mol E trao đổi là 4A phần M thì ngay lập tức mình tìm được số mol oxy bay lên là 4A phần M chia cho 4 thì là bằng A phần M. Được chưa? Thế còn lại cái thằng kim loại M này. Kim loại M này thì mình tìm được. Kim loại M này thì mình tìm được là bằng cái cách là mình sẽ lấy là cái thằng M dung dịch giảm này thì mình sẽ đi là bảo toàn electron nhá. Đây là 4A phần M. 4A phần M trừ đi hydro trao đổi. Hydro trao đổi này là 0,01 nhân 2 trừ đi 0,01 nhân 2 được bao nhiêu chia cho 2. Được chưa? Thì đấy là mình ra được số mol của thằng đó. Thế thì đến đây mình lại ghép vào cái mà M dung dịch giảm bằng 11,78 thì mình sẽ có cái biểu thức thứ hai. Đây là biểu thức số 1. Đây là biểu thức số 1 này. Thì mình sẽ có là cái biểu thức số 2 này. Biểu thức số 2 của mình là 11,78 thì bằng kim loại M này là 4A phần M chia 2 thì nó là 2A phần M. 2A phần M này trừ đi 0,01 trừ đi 0,01 được bao nhiêu nhân với M. Được chưa? Cộng với lại cái thằng mà hydro là 0,01 nhân 2, 0,01 nhân 2 nhá, cộng tiếp với thằng oxy là 32 của A phần M. Được chưa? Sau đây cái chỗ này là A, đúng rồi, A gam, chính xác. Thế thì mình có hệ phương trình. Đây là A cộng với 32 nhân 0,5 là 16 A phần M thì bằng 6,96. Đến đây mình giải. Đúng không? Đến đây mình giải thôi. Xem nào mình giải kiểu gì. Bây giờ mấy đứa giải hộ thầy rồi. Mình biến đổi hệ này. Mình sẽ được là anh này là phá ngoặc ra thì nó là còn 2A. 2A trừ đi 0,01M. Phá ngoặc ra M nhân đây mà. Trừ đi 0,01M. Cộng với 0,02. Cộng với 32A phần M thì bằng 11,78. Đúng chưa? Phương trình thứ hai của mình là A cộng với lại A phần M thì bằng 6,96. À thầy nhìn này là thầy có thể triệt tiêu được rồi. Nhân lên trong triệt tiêu. Nhưng mà thôi cái này để phần cho chúng nó làm. Làm đi. Xem nào, A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, A bằng bao nhiêu. Tìm cho thầy xem nào, A bằng bao nhiêu và M bằng bao nhiêu. Cái này dạy là hệ này là giải được rồi. Nhá, A bằng bao nhiêu, M bằng bao nhiêu. Thầy đang cần A bằng bao nhiêu và M bằng bao nhiêu. Ở đây thầy vừa biện luận rồi nhá. Ở đây thầy vừa biện luận là giả sử là thằng này là hóa trị 2.
Được chưa? Nếu mà không ra thì chắc chắn là thằng này nó sẽ là vào nhá. Chỗ này thầy đang giả sử là thằng này hóa trị 2 bởi vì vừa nãy thầy biện luận rồi. Ok. Là bấm cho thầy xem là cái này là a bằng bao nhiêu, m bằng bao nhiêu này. Bấm cho thầy xem cái này a bằng bao nhiêu, m bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, m bằng bao nhiêu ạ? Bấm là ra mà. Bấm cho thầy cái hệ xem nào. A bằng bao nhiêu, m bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, m bằng bao nhiêu. Các em có thể chọn là hoặc là nhân cả hai vế của phương trình phản ứng số 2 với 2, hoặc là nhân cả hai vế của phương trình phản ứng số 2 với 32 để mình triệt tiêu. Theo sau đó mình sẽ có hệ mà. A bằng bao nhiêu, m bằng bao nhiêu. Khẩn trương nhá, a bằng bao nhiêu, m bằng bao nhiêu. Vẫn đang đợi đấy. Vẫn đang đợi đáp án từ các em. Bấm đi. Bấm này như nó không ra đâu. Chả nhẽ lại bắt thầy phải bấm. Khi mình nhân cả tử và mẫu nhá, sorry, khi mình nhân cả hai vế với lại 32 thì mình được là 32a cộng 32a phần m bằng 222,72. Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình lấy cái dưới trừ trên. Đấy, mình lấy cái dưới trừ cái trên thì mình sẽ ra được một cái hệ là đây, chỗ đầu này dưới trừ trên thì mình sẽ ra được một cái là mối liên hệ giữa a với m, đúng không? Mình sẽ được là 2a trừ đi 0,01m, 0,01m cộng với lại 0,01m cộng với lại 32a phần m bằng 11,78 ở vế dưới khi trừ đi rồi thì mình sẽ được là dưới trừ trên 222, chỗ này là 32a mà trừ đi 2a 16a phương trình 2. Ờ, phương trình 2 là 16a phần m, tôi chết, chính xác. 16a phần m. Thế thì cái chỗ này chỉ nhân với 2 thôi ạ. Chỗ này chỉ nhân với 2 thôi ạ. Vậy đây mình sẽ có này. Hệ của mình sẽ là 2a này trừ đi 0,01m này cộng với lại 32a phần m này bằng 11,78 này. 11,78 chỗ này là trừ đi 0,02. Trừ đi 0,02. Tiếp tục là nhân cả tử và mẫu của thằng này với lại 2 thì nó sẽ là 2a này cộng với lại 32a phần m này thì bằng này bao nhiêu nhỉ? 6,96 nhân 2. 6,96 nhân 2 bằng 13,92. 13,92. Vậy bây giờ mình lấy là thằng dưới trừ thằng trên nhá. Mình lấy thằng đây là thằng số 1 này. Đây là thằng số 2 này. Mình lấy thằng 2 trừ thằng 1, được chưa? Mình lấy thằng số 2 trừ đi thằng số 1 vế với vế thì mình được là thằng 2a trừ thằng 2a là hết này. Thằng 32a phần m trừ thằng 32 phần 2, 32a phần m là hết này. 0 trừ đi trừ 0,01m thì nó bằng là 0,01m thì bằng nhá 13,92 trừ đi 17,78 trừ đi 0,02 trừ đi này 11,78 trừ đi 0,02 thì bằng 2,16. 2,16. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được m bằng 2,16 chứ 0,01 bằng 216. 216 là loại ngay tại vì không có một thằng kim loại nào là bằng 216, đúng không? Vậy thì mình suy ra sau khi mình loại rồi. Với m hóa trị 2 suy ra loại, cái biện luận lúc nãy của thầy nhé. Với m hóa trị 2 thì mình suy ra loại, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là m hóa trị 1 là bạc. Vậy chắc chắn m là bạc. 100% m chúng ta là bạc. Ok, càng ngày khi thi đề thi trung học phổ thông quốc gia thì cái phần về cái câu điện phân càng ngày càng khó lên. Đúng chưa? M của mình là bạc. Đề bài hỏi cái gì ạ? Đề bài hỏi giá trị của a. M mình là bạc thì mình quay trở lại mình tính cái thằng đầu tiên ạ. M mình là bạc, mình quay trở lại mình tính cái thằng đầu tiên. Vậy thì cái dung dịch này của thầy nó sẽ là AgNO3. AgNO3 này, điện phân trong T giây. Điện phân trong T giây.
trong TJ nhá, thì là chỉ có là thằng bạc cộng biến về thằng bạc, được chưa? Thứ hai là thằng nước biến về thằng oxy cộng với lại 4H cộng. Thế thì số mol bạc phản ứng ở đây mình đặt là x mol đi, được chưa? Vậy thì hoàn toàn mình tìm ra được là số mol oxy nhá, số mol oxy là x nhân 1 chia 4. Vậy đề bài ở đây, đề bài báo nói là m dung dịch là giảm đi là 6,96. Vậy mình sẽ có là 6,96 thì bằng khối lượng của bạc là x nhân 108x cộng với lại khối lượng của oxy là 32 nhân với lại x phần 4, được chưa? 108 cộng với 32, 108 cộng với 32 chia 4 bằng 116. Vậy nó bằng là 116x. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được x bằng 6,96 chia n bằng 0,06. X bằng 0,06. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm ra được số mol của bạc x bằng 0,06. 0,06 thì hoàn toàn mình tìm được khối lượng của bạc là nhân với 108 thì bằng 6,48 gram. Kết quả của chúng ta là bằng 6,48 gram, chính xác. Ok, kết quả của chúng ta là bằng 6,48 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, xong câu điện phân nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 26. Câu tiếp theo, câu số 26. Thủy phân vinil acetat bằng NaOH đun nóng thu được natri acetat và formaldehyde. Thủy phân vinil acetat, thế mình phải viết cái phương trình của vinil acetat ra là CH3COO, CH3COCH nối đôi CH2. Thủy phân bằng NaOH đun nóng, NaOH đun nóng thì mình sẽ vẫn thu được là CH3COONa cộng với lại cháu này là nó biến thành CH3CHO. Vậy không phải là thu được formaldehyde ạ, mà nó anh này là gì? Anhydride acetic ạ, được chưa? Hay là acetaldehyde, vậy là IA sai. IA sai. IB polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Polyethylene CH2 nối đôi CH2, mình có là nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, thì phải nó thu được là CH2 này, CH2 này, tất cả N lần. Và chúng ta lưu ý rằng đây không phải là phản ứng trùng ngưng, tại vì nó có nối đôi CC nên là nó là trùng hợp ạ. Bỏ B. Ở điều kiện thường anilin là chất khí, sai lè, bởi vì nó là C6H5NH2. C6H5NH2 chúng ta nó là chất lỏng chứ không phải là chất khí. Bỏ C. Cellulose thuộc loại polysaccharide, đúng, chính xác. Cellulose thuộc loại polysaccharide là đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin thu được hỗn hợp gồm các alpha amino acid. Thủy phân hoàn toàn albumin, albumin của chúng ta là các protein đơn giản. Protein đơn giản thì thủy phân thu được các alpha amino acid là đúng. Ở điều kiện thích hợp triolin tham gia phản ứng cộng hydro. Chúng ta lưu ý là anh triolin của chúng ta là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 cộng với lại hydro. Thì mình nhìn nhá, trong này có nối đôi CC, một nối đôi CC nhưng mà có 3 gốc nên nó sẽ là có 3. Thì nó ăn 3H hydro để tạo thành C17H35COO tất cả 3 lần C3H5, đúng chưa? Vậy là nó có phản ứng, đúng chưa? Vậy ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hydro là chính xác, được chưa? Vậy mình có là 1, 2, 3, 3 phản ứng, được chưa? Vậy mình có 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 3 phát biểu đúng. Câu 27 thì khả năng cao trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ không có nữa, bởi vì là nó có bài về Chrome, đúng chưa? Nhưng mà vì vậy chúng ta vẫn cứ phải làm để chúng ta nắm rõ. Thì Fe cộng H4 loãng thì chúng ta sẽ đề mối sắt 2 là FeSO4, được chưa? FeS4 bỏ A này, đúng chưa? Vậy là B, C, D đều là FeS4, được chưa? Tiếp tục này, FeSO4 cộng với K2Cl2O7 thì đây là Chrome này, Chrome dương 6 nhá. Chrome dương 6 thì khi mà về chất Y thì mình lưu ý là chất Y chúng ta có hai khả năng. Hoặc là Chrome dương 6 về Chrome dương 3, đây là Chrome dương 3 là Cr2SO4 3 lần, hoặc là sắt từ sắt dương 2 lên sắt dương 3 là Fe2SO4 3 lần. Và chúng ta nhìn là tất cả các cái chất Y này thì đều là Chrome nên chắc chắn nó sẽ là Cr2S4 3 lần. Vậy mình loại tiếp đáp án B, được chưa? Bây giờ Cr2S4 3 lần mà tan trong KOH dư, các em lưu ý nhé, thì kết tủa là CrOH 3 lần là bị hòa tan bởi KOH dư, đúng chưa? Thì nó không thể tồn tại CrOH 3 lần nữa mà nó sẽ tồn tại dưới dạng là KCrO2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 28 mốc lấy 7 điểm. Mốc lấy 7 điểm là một mốc rất là quan trọng. Cho một mol triglyceride X tác dụng với dung dịch NaOH dư X này mà tác dụng với Na
OH dư này thu được một mol glycerol C3H8 O3 cộng với một mol natri palmitat. Natri palmitat là C15H31 COONa và hai mol natri oleat. Natri oleat là C17H33 COONa, được chưa? Thế thì hoàn toàn chúng ta có thể suy luận lại được cái công thức của thằng X, đúng chưa? Vậy thằng X của chúng ta nó sẽ gồm thế này. Thằng X của chúng ta nhé, bây giờ đề bài hỏi là phân tử X có bao nhiêu liên kết pi, thì chúng ta nhìn này, thằng X của chúng ta cấu trúc của nó sẽ là gồm là một gốc là C15H31, COO này, CH2 này, CH này, CH2 này, C17 này, H33 này, COO này, C17 này, H33 này, CO này, đúng chưa? Thế thì mình nhìn này, thì cái thằng X đây là một trong số những thằng X, thì phân tử thằng X này có 3 pi COO, đúng không? 3 pi COO, rất nhiều bạn quên cái thằng này. Và gì? C15H31 là gốc no. Vậy thì trong C17H33 này thì nó còn có 2 pi CC nữa. 2 pi CC. Vậy thì hoàn toàn ở đây phân tử X của chúng ta có 5 liên kết pi là hoàn toàn chính xác. À đúng, nhưng đề bài hỏi là nhận định sai cơ. Hai đồng phân cấu tạo thỏa mãn của chất X, nếu mình đặt C15H31 là 1, C17H33 là 2, 2 thì mình sẽ có là 1 2 2 2 1 2. Đúng chưa? Thì đúng là chỉ có hai đồng phân cấu tạo thật. Đúng chưa? Còn nếu mà lộn lên là 1 2 2 thì à 2 2 1 thì bị trùng. Vậy là hai đồng phân cấu tạo là đúng tiếp. Công thức phân tử của chất X xem C là có đúng là C52 không nhá. 15 cộng 17 cộng 17 cộng 1 2 3 4 5 6 cộng 6. 55 cơ ạ. C55 ạ. C55, vậy là đáp án sai là đáp án C. Đáp án sai là đáp án C. Đáp án sai đáp án C, vậy thì đáp án đúng của chúng ta đấy, chọn được ngay đáp án C rồi, 7 điểm xong. Sang câu số 29. Sang câu số 29. 29 nhá. Số thí nghiệm thu được chất khí là điện phân NaCl nóng chảy. Lưu ý điện phân NaCl nóng chảy thì mình thu được Na cộng với lại Cl2 thì đúng thu được chất khí thật. Được chưa? Điện phân dung dịch COS4, điện phân dung dịch COS4 điện cực trơ. Thì lưu ý là điện phân dung dịch COS4 đây, phản ứng đây, trong môi trường nước thì mình điện phân dung dịch, điện phân dung dịch mình thu được đồng cộng với lại oxy cộng với lại H2S4 thì mình vẫn thu được khí oxy, đúng không? Thêm cháu này, vậy là hai cháu thu được khí rồi. Cho mẫu kali và dung dịch AlCl3 thì có phải trong dung dịch AlCl3 có nước không? Kali cộng nước tạo thành KOH cộng với H2, đúng chưa? Vậy có H2. Cho sắt vào dung dịch CuS4 thì mình có nó tạo thành là FeS4 cộng với lại Cu, không có khí ạ, bỏ ạ. Bạc vào dung dịch HCl thì bạc không tan trong HCl, bỏ ạ. Đồng vào hỗn hợp thì ở đây mình có này, trong này có đồng này, cộng với lại này, gốc NO3 trừ này, cộng với thằng này cung cấp là H cộng này. Đồng cộng với lại NO3 trừ cộng H cộng thì tạo thành đồng 2 cộng này, cộng với lại NO này, cộng với H2O, vậy là nó có khí NO bay lên ạ. Rất nhiều đứa là khâu tưởng là phương trình này không xảy ra nhưng thực ra nó có ạ. Vậy mình có là 1, 2, 3, 4, 4 nhá, 4 phản ứng sinh ra khí. Ok, vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 4 phản ứng sinh ra khí. Mình sang câu số 30. Mình sang câu số 30. Câu số 30 nhá. Cho một mol chất X, cho một mol chất X C9H8O4 chứa vòng benzen. Một mol chất X C9H8O4 chứa vòng benzen tác dụng hết với NaOH. Tác dụng hết với NaOH thu được hai mol chất Y, một mol chất Z và một mol nước. Đây. C9H8O4 mà tác dụng với NaOH thu được hai mol chất Y, một mol chất Z và một mol nước. Vậy điều này chứng tỏ rằng là bên trong thằng này là thằng este của phenol à? Đúng không? Thu được một nước mà. Hoặc là thằng X của mình có nhóm chức COH. Được chưa? Chất Z tác dụng với H2S4 loãng thì thu được chất hữu cơ T. Được chưa? Phát biểu nào sau đây là sai? Ở đây đề bài bảo của chúng ta là phát biểu nào sau đây là sai nhá. Thì các em lưu ý chút là ở đây đề bài bảo chúng ta là bên trong thằng này là có thằng tác dụng với lại NaOH thu được hai mol chất Y. Thế thì hai mol chất Y, thế thì thằng Y của mình nó phải là một thằng nào đó mà nó có dạng nào đó, đúng không? Thế chúng ta nhìn nhá. Tác dụng với NaOH dư thu được hai mol.
chất Y và một mon chất Z, và một mon thằng NaOH thì có hai khả năng, hoặc là thằng này của chúng ta có nhóm COH, hoặc là thằng này là este của phenol. Nhưng mà nhìn với dạng bài này thì thấy nguyên về este của phenol hơn, thì nó là HCOO này, được chưa? Ở đầu này nó sẽ đính vào là mình dự đoán thôi ạ, mình dự đoán thôi ạ, là một đầu nó sẽ là CH2 này, đúng không? Một đầu nó là CH2 này, C6H4 này, OOCH này, được chưa? Mình thử nhá. Đây là C9 này, C9 1 2 8 9, được chưa? H8 đủ rồi, ăn 2 NaOH, thằng này là 3 NaOH cơ, tạo thành 2 thằng Y. Thế thì 2 thằng Y này có nó phải là tạo thành đây, 2 thằng muối là HCONA không ạ? 2 thằng HCONA, đúng không ạ? Thu được 2 HCONA cộng với lại thằng Z. Thế thì một thằng Z, thế thì cái thằng Z này của chúng ta chắc chắn nó là gì nhỉ? HO này, CH2 này, C6H4 này, ONA này, đúng chưa? Đây là thằng Z cộng với 24 thì nó sẽ thu được là HO này, CH2 này, C6H4 này, OH này. Ok. Thế thì đề bài nói chúng ta là thằng T tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Đây là thằng T đây. Nó là phenol thì nó chỉ có một nhóm OH đính và carbon thơm thôi ạ. Và do nó chỉ có một nhóm OH đính và carbon thơm, thế nên là nó chỉ ăn NaOH theo tỷ lệ mol là 1:1, đúng chưa? Nó chỉ ăn NaOH với tỷ mol 1:1 chứ không phải là 1:2. Vậy phát biểu sai của chúng ta là đáp án A, A sai. Ok. Mình sang câu 31. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, đề bài nói với chúng ta là số phát biểu đúng nhá. Đề bài nói chúng ta là số phát biểu đúng. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu biore là sai, nó phải là từ tripeptide trở lên. Đúng chưa? Bỏ A. Muối phenin clorua, muối phenin amoni clorua không tan trong nước. Phenin amoni clorua C6H5NH3Cl. Thì anh này là muối amoni clorua thì thường là tất cả mọi muối amoni thì nó đều tan trong nước nhá. Thế đây bảo không tan trong nước là sai. Ở điều kiện thường metinamin và dimetinamin là những chất khí. Đúng không? Metinamin đúng là chất khí thật, dimetinamin cũng là chất khí thật, C đúng. Trong phân tử peptide mạch hở gly ala có 4 nguyên tử oxy. Trong phân tử peptide này, thế thì mình phải viết ra. Thằng gly ala này có liên kết NHCO này, một liên kết NHCO này. Thằng ala gly lại có tiếp một liên kết NHCO nữa này. 4 nguyên tử oxy nó có một đầu COH nữa. Vậy đây là một oxy này, hai oxy này, bao 3 4 oxy này. Vậy nó có 4 nguyên tử oxy là đúng. Ở điều kiện thường amino acid là những chất lỏng là sai. Ở điều kiện thường như thầy đã nói thì amino acid của chúng ta là những chất gì? Là những chất rắn ạ, đúng chưa? Dưới dạng tinh thể ạ. Vậy là câu 31 ở đây là sai. Vậy thì ở đây mình sẽ có là câu 31 mình chỉ có C và D là đúng thôi ạ. C và D là đúng. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok. Câu 32. Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột. Câu 32 này. Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ sau. Thế thì tinh bột này thì thầy cứ để nó là C6H10O5, được chưa? Để nó tạo thành ancol etylic là thằng C2H5OH, C2H5OH, và nó phải tạo thành hai thằng C2H5OH nhé. Cái này mình phải nhớ phương trình. Để điều chế 10 lít ancol etylic 46 độ. 10 lít C2H5OH 46 độ thì cần m kg gạo chứa 75% tinh bột, còn lại tạp chất biết hiệu suất của cả quá trình là 80%. Chỗ này là 0,8. Khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gram. Thế thì thằng này thì mình sẽ tìm được V nguyên chất ạ. V nguyên chất thì bằng độ rượu là 0,46 nhân với lại 10 thì là bằng 4,6 lít. Đúng không? 4,6 lít thì hoàn toàn từ đây thầy dựa vào D. D bằng m trên V. D bằng m trên V, vậy thì tìm được m. Khối lượng nguyên chất sẽ bằng là 4,6. D bằng m trên V, vậy m bằng D nhân V, 4,6 nhân với lại 0,8. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm ra được số mol của C2H5OH là 4,6 nhân 0,8 chia cho 46, bằng 0,08 mol. 0,08 mol. Ok, vậy thì hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của tinh bột là 0,08 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,04. 0,04. Thuận nhân nghịch chia cho 0,8. 0,04 mà chia cho 0,8. 0,04 chia 0,8 bằng 0,05. 0,05. Ok chưa? Nó ra là bằng 0,05 này. 0,05 thì ở đây mới chính là đây là số mol của thằng tinh bột nguyên chất. 0,05 nhân 162 là ra được khối lượng của tinh bột nguyên chất là 8,1.
Đấy chưa? Vậy ở đây chúng ta còn lưu ý rằng là kg gạo chứa 75% tinh bột. Vậy mình sẽ có là bằng 8,1 chia cho 0,75 thì mình ra khối lượng của thằng gạo là bằng 10,8 kg. 10,8 kg. Vậy thì câu 32 đáp án đúng của chúng ta là 10,8 kg. Thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? Đáp án C ạ, 10,8 kg nhá. 10,8. Ok. Câu 33. Mình sang câu tiếp theo là câu số 33. Câu 33 đề bài cho chúng ta một câu về đồ thị hình vẽ. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch A. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch A gồm. Đây, thì vẽ cái sơ đồ cho chúng ta nhìn nhá. CO2 này. CO2 này, sục từ từ đến dư vào gồm một dung dịch A gồm NaOH. NaOH này, amon này với lại CaOH 2 lần, bmon. Đấy chưa? Sự phụ thuộc của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 được biểu thị như sơ đồ sau. Đây được chưa? Được chưa? Khổ nỗi là đây, anh này là amon. Đề bài hỏi là biểu thị tỷ lệ AB tương ứng. Thế chúng ta nhìn nhé. Chúng ta phải nhìn ở một số điểm chốt sau. Điểm chốt đầu tiên này, ở tại vị trí này là vị trí số 1. Khi mà đường đồ thị dốc đi lên bên trên, có nghĩa là phản ứng là CO2 cứ liên tục tạo thành kết tủa tạo thành cho đến kết tủa mắc. Và tại vị trí này là kết tủa mắc. Kết tủa mắc có nghĩa là toàn bộ thằng canxi trong CaOH 2 lần này tạo thành hết CaCO3. Số mol CaCO3 bằng 0,25. Và do là kết tủa mắc nên toàn bộ canxi chu hết vào đây nên mình tìm được B bằng 0,25 luôn. Ok ạ. Được chưa? Đây là với cái thằng số 1 ạ. Với tại vị trí số 1. Đây mình xét xong vị trí số 1 nhá. Giờ mình xét đến cái vị trí số 2 ạ. Với vị trí số 2 là lúc này là kết tủa tan hết ạ. Đúng không? Với vị trí số 2 là kết tủa tan hết thì nó là CO2 này vào này NaOH là amon này. CaOH 2 lần mình đã biết được số mol của nó là bằng 0,25 rồi. Thì thu được chỗ này là chắc chắn là khi kết tủa tan hết thì trong dịch chúng ta chỉ tồn tại là NaHCO3 và CaHCO3 2 lần thôi ạ. Mình bảo toàn canxi thì canxi anh này là 0,25 thì thằng này là 0,25. Đúng chưa? Thế mà số mol thằng CO2 đây là 0,7 và anh này là 0,7. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, mình tìm được số mol của NaHCO3 bằng 0,7 trừ đi 0,25 nhân 2. 0,25 nhân 2 thì bằng 0,5, 0,7 trừ 0,5 thì anh này còn bằng là 0,2. Được chưa? Thế thì hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri, mình tìm được A 0,2, đúng chưa? Vậy A bằng 0,2. Đề bài hỏi chúng ta là tỷ lệ A chia B nhá. A chia B thì A bằng 0,2. Vậy mình được là A chia B là 0,2 chứ 0,25. 0,8, 0,8 thì nó bằng là 4/5 ạ. 4/5. 4/5 ạ. 4 chia 5. 4 chia 5 là đáp án đúng của chúng ta, đáp án này. 4 chia 5. Ok. Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 34. Câu tiếp theo. Câu số 34. Hỗn hợp E gồm các chất. Bài đồ thị mà bỏ phần nhôm với là hydroxit lượng tính thì nó có thể là thi vào cái bài đồ thị của thằng điện phân như năm 2019, và cũng có thể thi là CO2 sục kiềm như các năm trước nhá. Câu số 34. Câu số 34. 34 là một câu rất là dễ. Nhìn vậy thôi chứ thực ra 34 là một câu rất là dễ nhá. 34 này. Hỗn hợp E gồm các chất. Đây, hỗn hợp E chúng ta gồm các chất C3H10N2O4. Chất Y là C3H12N2O3. Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức. Được chưa? Chất Y là muối của một axit vô cơ. Lưu ý, Y để bài nói chúng ta là một muối của một axit vô cơ. Cho 2,62g E. Đây, cho 2,62g 2E. 2,62g E. Tác dụng hết với dung dịch NaOH dư. Tác dụng hết với dung dịch NaOH dư. Đây, mình có bọn này. Tác dụng hết với dung dịch NaOH dư. Đun nóng thì thu được 0,04 mol hỗn hợp gồm hai khí, tỷ lệ là 1 chia 3 và dung dịch chứa mờ muối. Được chưa? Xác định giá trị của mờ. Thế chúng ta lưu ý là thằng C3H10N2O4 này là một muối của một axit hữu cơ đa chức. Thế thì mình nghĩ ngay O4 thì mình nghĩ ngay đến cái thằng là COO này. Đúng không? COO này. Được chưa? Thế nếu với cái trường hợp 1 nó là hai cái thằng COO này thì cái thằng đằng sau của nó nhá, thằng đằng sau của nó khai khí mà,
thì nó có thể là đây là có hai carbon này, thì một thằng là H4N H4N và một thằng là H3N CH3. Thế thì khi sinh ra hai khí thì chắc chắn mình sẽ có một khí là khí NH3 và một khí là CH3NH2. Được chưa? Thế mà thằng Y là muối của một axit vô cơ. Thằng Y là một muối của axit vô cơ chứ nó không nói là cái thằng gốc kia là gốc một muối của axit vô cơ, vậy thằng còn lại chắc chắn phải là thằng hữu cơ rồi. Vậy là đây là CH3. Được chưa? Thế thì vậy thằng này nó sẽ là muối của axit vô cơ, vậy thì nó mà là O3 thì mình nghĩ ngay là muối của CO3 2 trừ, CO3 2 trừ. Đúng không? Vậy ở thì đầu này bỏ đi một carbon rồi thì nó là chỉ còn hai carbon thôi. Vậy mình thử xem nó có phải là CH3NH3 tất cả hai lần. Mình đếm thử xem có đúng nhá. Đây là C này, 2 này cộng 1 là C3 này. Đây là 3 cộng 3 là 3 cộng 3 là 6, 6 nhân 2 là 12, đúng chưa? Đây là N2, đây là O3. Ok. Được chưa? Thế nếu mà như vậy thì mình nhìn này, cái lượng thằng CH3NH3 nhiều hơn, đúng không? Nhiều gốc hơn. Mà đề bài nói chúng ta là tỷ lệ này là 1 chia 3. Mình đặt thằng này là A. Đây là thằng này là một phần thì anh này là 3 phần. Thế mà tổng số mol của nó là 0,04. Vậy 0,04 chia làm 4 phần. Vậy anh này bằng 0,01, anh này bằng 0,03. Ok chưa? Với anh này là 0,01 thì ngay lập tức mình suy ra được số mol anh này bằng 0,01 luôn. Được chưa? Với anh này bằng 0,03 thì trừ trong này là 0,01 rồi thì còn 0,02 chia cho 2 thì nó bằng là 0,01. Ok. Thế bây giờ đề bài nó nói là 2,62 gam E. Thế đề bài nói là dung dịch chứa m gam muối. Thế mình thử xem là muối của mình là gì. Thì anh này tác dụng với NaOH dư thì nó sẽ thu được là COONa tất cả hai lần. Đây là muối đúng không? Số mol của nó là 0,01. Và một cái thằng muối nữa là Na2CO3. Na2CO3. Số mol muối nữa tiếp cũng là 0,01. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng là 67 nhân 2 nhân 0,01 cộng với 0,01 nhân 106 bằng 2,4 gam. 2,4 gam, vậy thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, đúng không? 2,4 gam thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đấy là trường hợp số 1 ạ. Giá trị của M này. Được chưa? Một đáp án là bằng 2,4. 2,4 bằng 2,4 gam. Thế thì nhưng mà cái đề này là đề năm đề này là đề minh họa năm 2017 lần 2. Riêng cái câu này là một câu đặc biệt, nó có thêm một cái đáp án nữa các em ạ. Riêng câu này là câu đặc biệt, nó có thêm một đáp án nữa. Mà đáp án này nó cũng đúng cơ. Các em nhìn nhá. Đây là giả sử đây là cái muối này. Thế bây giờ thầy có cái trường hợp số 2. Trường hợp số 2 của thầy là nó sẽ là một cái anh muối khác ạ. Là CH2 này. COOH3N. COOH3N. Và dưới này nó sẽ là CH3NH3 tất cả hai lần CO3. Được chưa? Thằng này vẫn thỏa mãn chưa? Đúng không? Thằng này vẫn thỏa mãn. Đúng không em? Các em nhìn thấy thằng này vẫn thỏa mãn chứ? Hoàn toàn thỏa mãn. Đúng chưa? Thì nó vẫn thu được hai tỷ lệ đúng không? NH3 và CH3NH2, nhưng mà với cái tỷ lệ này thì ra được tỷ lệ 1 chia 3 thì hơi khó, đúng chưa? Chúng ta giải cái trường hợp này chúng ta sẽ loại bỏ này. Chúng ta còn một trường hợp nữa, mà một trường hợp nữa là giải đúng cơ. Là CH2 này. COOH3N tất cả hai lần cơ. Và thằng này là NH3 NH4 này, CO3 này với lại là C2H5 này, NH3 này. Đấy, anh này cũng thế luôn. Thế thì suy anh này này thì cộng với NaOH dư này, cộng NaOH dư này thì sinh ra được là 0,04 mol này, hỗn hợp khí của mình vẫn là NH3, vẫn là NH3 và C2H5 NH2 ạ. Được chưa? Thế thì tổng số mol này 0,04 thì mình nhìn nhá, chỗ này là NH3 lúc này lại nhiều hơn. Vậy thằng này coi cho nó chiếm 3 phần, thằng này chiếm 1 phần ạ. Thì số mol nó sẽ là bằng là 0,03 và 0,01 bảo toàn thì anh này là bằng 0,01. Bảo toàn thì anh này là 0,03 trừ đi 0,1 trong này còn 0,2 chia cho 2 thì bằng 0,01. Được chưa? Đến đây mình tìm ra được muối thì ta thu được hỗn hợp muối của mình là CH2 CH2 này COONa tất cả hai lần và thằng Na2 CO3. Số mol thằng này là 0,01. Được chưa? Số mol thằng này cũng là 0,01. Mà mình tìm m muối bọn này. Được chưa? Cái gì? Mới có 8H. Cái nào mới có 8H? 3 x 2 là 6, 6 x 2 là 8. À ơi nhỉ. Ô chỗ này sao chỉ có 8H nhỉ? Ờ đúng.
từ từ, chỗ này nó hất 4 ạ, sorry. Ghi thiếu ạ. Chỗ này nó hất 4 ạ. Chỗ này thì đều ghi thiếu ạ, nó hất 4. Nó hất 4 ạ. Sorry. Ghi lỗi tí. Thì chỗ này mình tìm được mở muối này. 0,01 nhân với 0,01 nhân với mở ngoặc đơn này. Chỗ này là 14 này, cộng với lại 67 nhân 2 này, cộng với lại 106 này, bằng này 2,54 ạ. Và riêng cái câu này đề năm đấy thì là nó có hai đáp án. Một đáp án 2,54, một đáp án 2,4. Thực ra đây là đề minh họa thôi, nên là trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì sẽ không có những câu này. Thì câu hai đáp án này, và nếu mà có câu hai đáp án này thì các em chọn đáp án A hay chọn đáp án B đều ăn được điểm nhá. Đáp án đúng là cả A và cả B. Ok. Mình sang câu tiếp theo là câu số 35. Câu tiếp theo là câu số 35. Điện phân dung dịch NaCl. Điện phân dung dịch NaCl. Điện phân dung dịch NaCl. Điện cực trơ mà ngăn xốp. Điện phân dung dịch nước này. Điện phân dung dịch thu được NaOH cộng với lại Cl2 cộng với H2. Đấy chưa? Có mà ngăn xốp nhé. Dung dịch X đây. Hấp thụ CO2 dư. CO2 dư vào X thì mình thu được NaHCO3. Đây là dung dịch chất Y ạ. Bây giờ cho Y tác dụng với CaOH 2 lần. Theo tỷ lệ mol 1:1. Có nghĩa giả sử thằng này là 1 mol thì thằng này là 1 mol ạ. Vậy thì hoàn toàn mình có này, hỗn hợp này là gồm Na cộng là 1 mol, HCO3 trừ là 1 mol, với lại thằng canxi 2 cộng là 1 mol, OH trừ là 2 mol. Thế lúc này mình có này, HCO3 trừ ăn OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Đúng chưa? Là 1 mol. Và mình lưu ý là có cả OH trừ dư ạ. Có cả OH trừ dư ạ. Thế đây là canxi cộng với lại CO3 2 trừ. Canxi cộng với CO3 2 trừ thì mình tạo thành kết tủa CaCO3, đúng không? Và trong dung dịch chúng ta lúc này là còn thằng gì? Na cộng với lại OH trừ. Vậy thì hai thằng này kết hợp với nhau tạo thành trong dung dịch chúng ta là tồn tại thằng NaOH. Vậy ở đây đề bài nói này, tạo ra chất Z tan trong nước. Chất Z tan trong nước này vậy thì chắc chắn nó là anh NaOH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Thì muốn làm được chắc chắn cái câu này ấy, thì mình phải nắm được vững cái phần mà điện hóa. Phần điện ly. Đấy, cái phần mà chương 1, chương trình lớp 11 đấy nhá. Nó có ở trong phần tổng ôn. Được chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 36. Câu tiếp theo câu số 36. Cho năm chất. Số chất tác dụng đối với dung dịch FeNO3 hai lần là. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái loại câu lý thuyết mà ở mức độ số câu số 36 này, chúng ta phải thực sự cẩn thận xem nó lừa những đâu. Đầu tiên mình nhìn thấy rằng là Fe này chúng ta là Fe dương 2. Fe dương 2 chúng ta thì còn tính khử. Đúng chưa? Và hoàn toàn nó có khả năng tác dụng được cả dung dịch kia. Đấy là chúng ta còn chưa kể là ở trong này có ion NO3 trừ, mà nếu mà có ion H cộng nữa thì hoàn toàn nó có khả năng phản ứng tạo thành phản ứng oxy hóa khử. Đấy chưa? Vậy đây mình có này, tác dụng với NaOH là chuyện quá bình thường để tạo thành kết tủa FeOH hai lần. Đây xem HCl này, nó có H cộng này, có NO3 trừ này, vậy là tính oxy hóa giống HNO3 này. Sắt dương 2 là còn tính khử. Vậy thì khi mà sắt dương 2 tác dụng với NO3 trừ cộng H cộng thì lên sắt dương 3. Có. Đấy chưa? Sắt dương 2 thì phản ứng được với bạc cộng, chúng ta lưu ý nhé. Sắt dương 2 này cộng với lại bạc cộng này để tạo thành là sắt dương 3 này cộng với lại bạc này, vậy là có xảy ra phản ứng. Tương tự mình có đây, đây là sắt dương 2. Sắt dương 2 thì phản ứng với lại HNO3 thì tạo thành sắt dương 3, đúng chưa? Có. Tương tự tiếp là sắt dương 2 cộng với lại clo. Sắt dương 2 mà cộng với clo thì tạo thành sắt dương 3, đúng chưa? 1 2 3 4 5. 5 cháu, vậy là có 5 chất phản ứng, 9 điểm. 9 điểm rồi, ngon lành cành đào nhá. Thôi đi thi chúng ta chỉ luyện đến 9 thôi ạ. Thực sự đấy, lời khuyên của thầy. Chứ còn từ 9 lên 10 thì xa lắm nhá. Mình chỉ luyện lấy 9 thôi. Nhưng mà rõ ràng như vậy nhưng mà thầy vẫn chữa. Câu 37 nhá. Câu 37 này. Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức XY. Hỗn hợp T này gồm 2 este đơn chức X và Y này. X và Y này. MX nhỏ hơn MY này. Phân tử khối của X nhỏ đi này. Đun nóng 15 gam T này. Đun nóng 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ này. Để bài nói chúng ta ở đây là vừa đủ này. Thu được M gam hỗn hợp Z. M gam hỗn hợp Z gồm hai ancol có phân tử khối hơn kém nhau là 14 đơn vị carbon. Hai ancol này hơn kém nhau đơn vị là 14 đơn vị carbon. Vậy điều này chứng tỏ một điều rằng là hai ancol này hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Đúng chưa? Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Ok. Tiếp tục nhá. Và hỗn hợp hai muối. Và hỗn hợp hai muối. Và hỗn hợp hai muối thì ở đây là thu được hai muối. Hai muối. Đề bài lại nói tiếp với chúng ta là đốt cháy M gam Z. Đốt cháy M gam Z thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2. Mình tìm được số mol CO2 là 9,408 chia 2,4.
số mol CO2 là 0,42. 0,42 và số mol nước của chúng ta là 10,08 chia 18, 10,8 chia cho 18 bằng 0,6. Hoàn toàn chúng ta nhìn thấy rằng là số mol nước lớn hơn số mol CO2 ạ. Và do số mol nước mà lớn hơn số mol CO2 nên chắc chắn hai ancol này phải là hai ancol no. Tương đương với lại là hai ancol no, và hai ancol no để nó có công thức. Chú ý rằng là ở đây là este đơn chức nên ancol chúng ta cũng phải là đơn chức nhá. Vậy hai ancol no đơn chức công thức tổng quát là CnH2n cộng 2O. Hoàn toàn mình tìm được số mol cháy của ancol là bằng 0,6 trừ đi 0,42. 0,6 trừ 0,42 thì bằng 0,18, bằng 0,18 mol. Vậy mình có là số mol của hai ancol là 0,18 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon trung bình ạ. Carbon trung bình thì bằng là số mol CO2 là 0,42 chia cho 0,18. 0,42 mà chia cho 0,18, 0,42 chia N bằng 2,33. 2,333. Vậy điều này chứng tỏ rằng hai ancol là đồng đẳng kế tiếp mà là 2,233. Vậy một thằng là C2H6O, một thằng là C3H8O. Ok, thế là mình tìm hai ancol nhá. Một thằng là C3H8O, một thằng là C2H6O. Được chưa? Xem nào, 15 gam này, hai muối này, hỗn hợp đốt cháy này, thế là mình tìm hai ancol này, hỗn hợp hai muối này, đun nóng 15 gam vừa đủ thì thu được hỗn hợp T. Đấy, vậy mình thu được hai ancol kế tiếp nhé. Hai ancol kế tiếp này thì ngay lập tức thì mình sẽ suy ra được, mình sẽ suy ra được là hai thằng este, hai thằng este, một thằng nó sẽ là RCOOC2H5 và một thằng là R'COOC3H7. Được chưa? Nhá, hai thằng. Tổng khối lượng của nó là 15. Tổng số mol của nó thì chính bằng số mol của hai ancol, số mol của hai ancol mà 0,18. Đấy là còn chưa kể là chúng ta tìm được số mol đấy ạ. Với cái skill của thầy thì tìm được số mol đúng không? Đây là 33,33. Thế thì thằng này là 2,33 thì gần với lại 2 hơn, nên là thằng 2 nó sẽ chiếm phần lớn hơn. Vậy thằng 2 chiếm là 66, thằng này chiếm 33. Vậy thằng này là bằng 1/2. Tổng số mol là 0,18 chia làm 3 phần. Tổng số mol là 0,18 chia làm 3 phần. Vậy mỗi phần là bằng 0,18 chia 3 là 0,06. Vậy anh C3H8O là 0,06. Anh này là 0,12. Đúng chưa? Vậy bảo toàn vứt vào đây thì C3H7 mình tìm được luôn là bằng 0,06. Đúng chưa? CH5 là bằng 0,12. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ có cái khối lượng là 15 thì bằng này R cộng với cụm này 44 cộng với 29 bằng 73 nhân với 0,12 cộng với R phải cộng với 44 cộng 12 nhân 3 cộng 7 bằng 87 nhân với lại 0,06. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ có 0,12R cộng với 0,06R phải thì bằng 15 này trừ đi này 73 nhân với 0,12 này trừ đi này 87 nhân với 0,06 này bằng này 1,02. Vậy bây giờ mình chia cả hai vế, chia cho 0,06. 0,12 chia cho 0,06 đây là 2R cộng với R phải thì bằng 1,02 chia 0,06 bằng 17. Uầy, 2R mà cộng với R phải bằng 17. Vậy thì ngay lập tức chúng ta dự đoán được luôn, đúng không? R chúng ta chỉ có thể bằng 1. Và ngay lập tức mình tìm được R phải là 17 trừ đi 2 thì còn 15. Vậy R phải bằng 15. Chắc chắn chỉ có một thằng đấy thôi ạ. Vậy thì suy ra ở bên trên này mình sẽ được là một thằng là HCOOC2H5 và một thằng là CH3COOC2H5 ạ. Đúng chưa? Và thằng nhỏ hơn là thằng X, thằng lớn hơn là thằng Y. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của X trong T. Đấy, thế mình tìm được thằng X rồi. Đây thằng X đây, số mol nó bằng 0,12. 0,12 nhân với anh này là C3 thì nó là bằng 74 bằng chia 15 bằng 59,2 nhân 100. 59,2%. 59,2%. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 59,2% nhá. 9,25 thì ạ. Wow. 38 sang câu 38. 38 này là lên đến 9,5 đây. Sang câu 38 lên đến mức 9,5. Chắc là chúng ta chỉ còn đủ một thời gian chữa nốt cái câu số 38 thôi, đúng không em? 38. Tí nhớ nộp 38. Hấp thụ hết 4,48 lít. Cái dạng này thấy rất là thích. CO2, số mol CO2 là 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol. Vào dung dịch chứa X mol cao H, số mol cao H bằng X.
và y mol K2 CO3, số mol K2 CO3 bằng y, thì thu được 200 ml dung dịch X. Dung dịch X 200 ml. Thế thì cái dung dịch X này của chúng ta sẽ gồm những thằng nào ạ? Cái dung dịch X này của chúng ta là sẽ gồm CO2 và KHCO3 thì chắc chắn có CO3 2 trừ. Dự đoán là có HCO3 trừ, bởi dạng này hay vậy. Dĩ nhiên là nó còn có khả năng là có OH trừ dư. Đúng không? Thì chỉ có CO3 2 trừ và OH trừ dư. Nhưng mà nếu mà làm thì thường hay là cái kinh nghiệm chúng ta là thường hay rơi vào cái dạng là CO3 2 trừ với HCO3 trừ, bởi vì cái dạng đấy là dạng H cộng phản ứng với hai thằng này và hai thằng này phản ứng với H cộng, thì nó là cái dạng mà hay thi. Được không? Nó là cái dạng hay thi. Còn nếu mà giải mà không ra thì mình sẽ quay trở lại cái dạng là CO3 2 trừ với OH trừ nhá. Và cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X. Thế thì thầy bảo ở đây là cho từ từ đến 100 ml. Đây nhá, thu được 200 mà đây cho 100, vậy mình nhân đôi hết tất cả các số liệu lên để mình giải cho nó dễ. Vậy 100 ml dung dịch X. Vậy thầy cũng đã để là 200 ml dung dịch X nhá. Được chưa? Vậy dung dịch X đầu tiên này là CO3 2 trừ với HCO3 trừ. Đúng chưa? 100 thì cứ nhân lên hết với 2. Nếu là 100 mà vào bọn này thì phải nhân 2 lên nhá. Mình tính theo mức hà 200 và H cộng, thằng này là từ từ và H cộng ạ. Từ từ và H cộng hết. Nó khác nhá, hai thằng này và H cộng hết. Hai thằng này từ từ và H cộng nó khác với kiểu là H cộng từ từ và hai thằng này. Được chưa? Số mol H cộng bằng 0,5 nhân 0,3 bằng 0,15. Chú ý phải nhân 2 lên là bằng 0,3. Thì thu được khí là khí CO2. Số mol khí 2,688 chia 2,4 bằng 0,12 mol. 0,12 mol. Ok. Thế là xong một chảo. Được chưa? Thế thì cái chỗ này mình giải thế này này. Mình đặt số mol CO3 2 trừ phản ứng là X, số mol HCO3 trừ phản ứng là Y, thì mình sẽ có cái điều sau này. Đầu tiên là mình có là khi mà cho bọn này từ từ vào thì nó sẽ xảy ra phản ứng là liên tục, đúng không? Thì mình sẽ có hệ phương trình là X cộng Y bằng 0,12. Chỗ này các em phải nắm chắc cái dạng bài tập này thì mới làm được 0,12. Được chưa? Phương trình thứ hai là ăn H cộng, CO3 2 trừ thì ăn 2H cộng 2X, HCO3 trừ ăn 1H cộng cộng Y thì bằng 0,3. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được X Y ạ. X bằng Y bằng. Đề thi trung học tô ra mà cũng dễ này thì ngon quá. Nhưng mà năm nay khả năng cao đấy. Năm 2012, năm 2020 khả năng cao đấy. 1 này. Mà mình nhân 2, mình chưa nhân 2 CO2. Sorry. Nhân 2 lên. Nhân 2 lên bằng 0,24 ạ. 0,24. 2 bằng 1 bằng 0,3. X bằng 0,06, Y bằng 0,18. Y bằng 0,18. Ok. Nhá. Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch BaOH 2 lần dư thì thu được 39,4 gam kết tủa. Thế thì đây là ra được thằng này nhá. Mặt khác này cho 100 ml dung dịch X, thế lại là dung dịch X CO3 2 trừ với HCO3 trừ, 100 ml dung dịch X nhân đôi lên vào BaOH 2 lần dư thì thu được kết tủa, vậy chắc chắn là do thằng này là dư nên là cả HCO3 trừ và CO3 2 trừ đều tạo thành kết tủa BaCO3 hết. Số mol là 39,4. Số mol là 39,4 chia cho 197. 39,4 chia cho 197 bằng 0,2. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có. Bây giờ số mol thằng này là A. Đây là số mol ban đầu nhá. Đây là số mol ban đầu ạ. Còn chỗ này là số mol phản ứng ạ. Hai cái nó khác nhau ạ. Được chưa? Thế nhiều bạn hỏi là tìm cái này rồi tìm cái này làm gì. Đây là phản ứng với H cộng thì là tương đây tương đây. Còn đây là ban đầu thì là tương đây đây. Vậy ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ đâu. Luôn đầu tiên là bảo toàn carbon là A cộng B. A cộng B bằng 0,2 ạ. Đây là một phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là phương trình tỷ lệ. Và do là cái tỷ lệ thằng này nó sẽ chính bằng cái tỷ lệ thằng phản ứng này. Có nghĩa là A phần B thì chính bằng 0,06 phần 0,18. Phần 0,18. 0,06 phần 0,18 thì bằng là 1 phần 3 đúng không? Thế đứng đây chúng ta giải hệ. A bằng 1 bằng 1 bằng 0,2 bằng 3 bằng trừ 1 bằng 0 bằng A bằng 0,05. B bằng 0,15. A bằng 0,05. Thì như chỗ này thầy chưa quên nhân 2 sao? Đúng rồi. Thằng nào mà nhỏ phải nhân 2 lên ạ. Lúc nãy thầy bảo nhân 2 bằng 0,4 ạ. Khổ thế. Làm phát biết ngay lỗi luôn đúng không? 0,4 bằng đây 3 trừ 1 0. Đây A bằng 0,1. A bằng 0,1 và B bằng 0,3. Đề bài hỏi cái gì ạ? A bằng 0,1, B bằng 0,3. Đề bài hỏi giá trị của X. Thế thì ra được anh CO3 2 trừ là 0,1. Ra anh HCO3 trừ là 0,3. Được chưa? Thế thì đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tố carbon nhỉ. Carbon ở đây là 0,2, carbon đây là Y. Vế này là 0,1 cộng 0,3 bằng 0,4. 0,4 trừ 0,2
thì còn 0,2, vậy y bằng 0,2. Đấy chưa? Với y bằng 0,2 chúng ta tìm x. Tìm x thì cách dung dịch nó tạo thành ở đây là K2CO3 và KHCO3, chúng ta đi bảo toàn kali nữa là xong. Mình có là 0,3 nhân 1 cộng 0,1 nhân 2 bằng 0,5. 0,5 trừ đi 0,2 nhân 2 là bằng 0,4. 0,5 trừ 0,4 thì x bằng 0,1. Vậy giá trị của x bằng 0,1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Thấy không? Đấy thì cái bài này nó vừa khó ở một cái khoảng đấy là cái dạng mà CO3 2 trừ với HCO3 trừ từ từ và H cộng. Cái dạng này thầy đã dạy chúng ta rồi, đúng không? Và nó lại khó một cái phần nữa khiến chúng ta bị lừa nữa. Khi mà ngồi phòng thi ấy, chúng ta đầu óc mà không tỉnh táo thì chúng ta rất dễ bị lừa ở cái chỗ khoảng là đây là 100 ml, xong đây 100 ml mình quên, mình không nhân 2 lên. Nên là ban đầu khi mình làm mình phải có cái bước xử lý số liệu là mình phải nhân 2 lên. Đấy là kỹ năng mình giải nhá. Các em, ta sẽ giải câu số 39. Câu số 39. Hỗn hợp E gồm 3 chất X và este của amino acid. Hỗn hợp E nhá. Hỗn hợp E gồm 3 chất X là este amino acid, Y và Z là hai peptide mạch hở hơn kém nhau một nguyên tử nitơ, đều chứa ít nhất hai loại gốc amino acid MX nhỏ m Z. Cho 36 gam E. Cho 36 gam E. Tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,44. Thu được 7,36 gam ancol no. Ancol này. Khối lượng bằng 7,36 gam ancol no. Đơn trước mạch hở. Và 45,34 gam 3 muối. 45,34 gam muối của thằng Gly. Muối thằng Gly thì mình viết là Gly trừ 1 hydro ala. Aroglyl trừ 1 hydro cộng 1 natri. Đúng chưa? Ala trừ 1 hydro cộng 1 natri. Valin trừ 1 hydro cộng 1 natri. Trong đó có 0,1 mol muối của alanin. Thằng này là 0,1. Nhá. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 36 gam E. Đây đây. Đốt cháy thằng này. Oxy 36 gam E trong oxy dư thì thu được CO2 N2 H2O 1,38 mol phần trăm khối lượng của Y trong E. Được chưa? Không thể thầy thấy câu này quen lắm. Nhớ mang máng giải đâu rồi. Thật luôn. Hoặc hay là có thể là giải quá nhiều rồi nên quen nhá. Thế ở đây chú ý này, cái bài này bắt buộc mình phải quy đổi rồi ạ. Bài này không có cách nào khác ạ. Bài này mình chỉ có một cách quy đổi. Eo quen dễ sợ luôn nhá. Eo giải nhìn đọc đề quen lắm, không nhớ ở đâu cả. Quy đổi hỗn hợp E. Bài này quy đổi hỗn hợp E. Hỗn hợp E chú ý này là este amino acid này, YZ là hai peptide mạch hở này. Được chưa? Thì thầy quy đổi cái hỗn hợp E. Quy đổi hỗn hợp E này của chúng ta thì thành về lại là C2H3NO. Nó chính là cái trọng tâm gốc của thằng amino acid với lại hai peptide. Được chưa? CH2H2O. Thế thì ngay lập tức thầy bảo toàn được nhá. Ngay lập tức ở đây thì thầy sẽ bảo toàn được. Bảo toàn cái gì ạ? Bởi vì cái thằng này là C2H3NO thì nó có thằng oxy trong này nhá. Thế thì để tác dụng với NaOH này, các em chú ý này, để tác dụng với NaOH thì có phải là do là cái nhóm là NHCO không? Cuối cùng nó tạo thành CONa đúng không? Thì có phải là do cái thằng NHCO không? Đúng không? Là do thằng CONa tác dụng. Vậy là đây một oxy là đi một natri. Được không ạ? Vậy thì hoàn toàn mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri. Đây mình tìm được số mol natri là 0,44 để suy ra số mol oxy ở bên trong cái C2H3NO này cũng là bằng 0,44 ạ.
Được chưa? Thế thì hoàn toàn là thầy đọc được số mol của CH2 này là A mol, số mol của nước là B mol, thì khối lượng thằng này bằng 36 nhá. Thế là mình có hệ luôn, đúng không? Mình có hệ phương trình luôn. Hệ phương trình về khối lượng thì anh này là 14A cộng với 18B cộng với C2H3NO. Lấy cái máy tính. C2H3NO là 24 cộng 3 cộng với lại 14 cộng với 16 bằng 57. Cộng với 57 nhân 0,44 bằng 36. Được chưa? Tiếp theo nhá, là mình sẽ có phương trình số 2 là mình bảo toàn nguyên tử hình nguyên tố hydro này. Có phải là hydro ở bên trong hỗn hợp này nó chu toàn hết trong này không ạ? Vậy mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Thì mình có này. 2 nhân 0,44 là đâu nhầm 3 nhân 0,44 cộng với lại 2A cộng với lại 2B thì bằng 1,38 nhân 2. 1,38 nhân 2 và đến đây chúng ta đặt, chúng ta sẽ giải ra được AB. 14 bằng 18 bằng 36 trừ 57 nhân 0,44 bằng 2 bằng 2 bằng 1,38 nhân 2 trừ 3 nhân 0,44 bằng A bằng 0,51, B bằng 0,21. A bằng 0,51, B bằng 0,21. Được chưa? Được chưa? Vậy là hoàn toàn mình tìm được AB nhá. Được chưa? Đây thầy ra được AB này. Thế giờ thầy quay lại một tí để bài nó hỏi cái gì ạ? Để bài nó hỏi là phần trăm khối lượng của Y trong E thì nó liên quan đến muối. Mà muối này số mol biết là 0,1 rồi. Thì bây giờ thầy đặt thằng muối Gly này là X mol. Thằng muối Vala này là Y mol được không ạ? Hoàn toàn được đúng không? Được không ạ? Hoàn toàn được đúng không? Thế thì trong cái muối này này thì đầu tiên là mình sẽ có rằng là nếu mà bảo toàn natri nhá. Nếu bảo toàn natri là có phải là natri ở bên trong thằng NaOH này chu tọt hết vào trong bọn muối này không? Các em đồng ý với thầy không? Thế thì hoàn toàn ở đây thầy sẽ có cái hệ của cái muối này. Nó sẽ là x cộng y thì bằng x cộng y cộng 0,1 đúng không? Thì bằng 0,44, vậy nó sẽ bằng là 0,44 trừ đi 0,1, được chưa? Thế ra một cái nhá. Cái thứ hai là về khối lượng được không? Cái thứ hai về khối lượng, bởi vì khối lượng của muối là mình biết bằng 45,34. Đúng chưa? Mình biết khối lượng muối bằng 45,34 thì mình sẽ có là cái khối lượng thằng này là Gly là 75, 75 cộng 22. 75 cộng 22 cộng với 22 bằng 97. Vậy mình sẽ có là 97x cộng với lại khối lượng của Vala là 117 117, nhưng chỗ này lại phải cộng với 22 nữa đúng không, bởi bỏ đi một hydro cộng một natri mà là 139 y thì bằng 45,34 trừ đi khối lượng của muối của Ala là 45,34 trừ đi khối lượng của muối đấy, thì khối lượng của muối này là 89 này, 89 cộng với lại 89 cộng với 22 nhân với lại 0,1, được chưa? Thì khối lượng của muối là 11,1, vậy là đây là chỗ này phải trừ đi 11,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được xy đúng không? Mình bấm máy tính mình giải hệ ra mình tìm được xy. À, mình có đây là 1 bằng 1 bằng 0,44 trừ 0,1 bằng. Thứ hai là 97 bằng 139 bằng 45,34 trừ đi 11,1 bằng. Đấy thì x bằng 0,31. X bằng 0,31. Y bằng 0,03. Y bằng 0,03. Được chưa? Thế mình tìm được xy nhá. Ok. Sau khi mình tìm được xy rồi thì mình mới xuống đây mình có này. Xuống đây mình có tiếp này là cái số mol nhóm CH2 này này, số mol CH2 thêm ra này, bởi vì là cái thằng này thì nó là thằng gốc, thằng này thì xây dựng từ thằng glycine ra. Trong glycine có hai carbon. Thế thì cái số mol nhóm CH2 này chính bằng là cái số mol mà nó dư ra. Thế thì số mol mà cái nhóm CH2 dư ra thì có phải là bằng một lần thằng ALA, bởi vì ALA dư ra một CH2. Đúng chưa? Cộng với lại 3 lần valine, tại vì valine dư ra 3 CH2 cộng với lại carbon ở bên trong thằng ancol đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có này, số mol nhóm CH2. Số mol nhóm CH2 thì bằng một lần nhân với lại số mol của ALA cộng với 3 lần nhân với lại số mol của valin, bởi vì valin là nó có 5 carbon trừ đi 2 carbon còn 3 mà, được chưa? Cộng với lại số mol carbon ở bên trong thằng ancol ạ, được chưa? Thế mình có là số mol nhóm CH2 ở đây đề bài mình vừa tìm được rồi bằng 0,51 thì bằng này số mol ALA mình biết rồi, nó chính là số mol ALA này bằng 0,1 cộng với số mol của valin mình vừa tìm được xong bằng 0,03 đúng không?
bằng 3 nhân với lại 0,03 cộng với lại số mol của carbon trong ancol. Số mol của carbon trong ancol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của carbon trong ancol thì bằng 0,51. 0,51 trừ đi 0,1 trừ đi 0,09 bằng 0,32. Đấy, bằng 0,32. Vậy là số mol carbon trong ancol là 0,32. Ok. Số mol của carbon ở trong ancol thì bằng 0,32. Chưa nói năng được gì. Đúng không? Đây, thằng này nó sinh ancol. À, số mol carbon vậy thì mình cứ đặt đi, mình đặt là ancol với của mình là nó có dạng là CN H2N cộng 2 ạ. Được chưa? Thì hoàn toàn mình suy ra được số mol của thằng ancol là 0,32 phần N. Đúng không? Vậy thì mình sẽ có là phân tử khối của nó là 7,36 chia cho 0,32 phần N. Mình có là 14N cộng 2 thì bằng 7,36 chia cho 0,32 phần N và bằng 7,36 chia 0,32 23 bằng 23N. Suy ra mình có là hình như hơi hơi sai sai gì đó. Đúng không nhỉ? À đấy, ancol ạ, ô ạ. Quên mất ạ. Chỗ này cộng 18 à, đúng rồi. 16 cộng 2 18. Cứ đi theo ăn can chết. À, vậy là bằng 23N. 14N cộng với 18 thì bằng 23N. Vậy ở đây mình sẽ có là N bằng luôn. Mình có là 23 trừ đi 14. 9 18 23 9 18 chia cho 9 vậy N bằng 2. Vậy là mình suy ra ancol của mình là có N bằng 2. Vậy ancol của chúng ta chắc chắn là C2H5OH. Ancol mình là C2H5OH nhá. Được chưa? Với số mol của nó mình biết được luôn là lấy 0,32 mà chia cho 2 thì bằng là 0,02 ạ. Được chưa? Đây là mình tìm được ancol rồi. Ok. Thế bây giờ là mình sẽ đến mình tìm cái mình sẽ có cái tiếp theo. Được chưa? Ở đây thì mình sẽ có cái tiếp theo này. Ở đây mình sẽ có cái tiếp theo là ở đây thì mình sẽ có cái tiếp theo sau khi xong cái bài này rồi. À, sau khi xong cái đoạn này rồi thì chúng ta chỉ còn một cái mối quan hệ duy nhất đây là khối lượng này, 36 này, 0,44 này, khối lượng này. Thì chỗ này còn cộng nước nữa. Đúng không? Vậy mình nghĩ ngay đến việc là bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Thì mình có là 36 này cộng với lại 0,44 khối lượng của thằng bọn khối lượng của hỗn hợp ấy. E là 36 này cộng 0,44 này nhân 40 này. 0,44 này nhân 40 này thì bằng này khối lượng của ancol này 7,36 cộng với khối lượng của muối. 7,36 cộng khối lượng của muối là 45,34 cộng với lại m của nước. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được m nước nhé. Và từ đó chúng ta tìm được n nước. 7,36 cộng 45,34 trừ 36 trừ 0,44 nhân 40 bằng âm. Chết chết. Thế là nước phải ăn ở bên này à? Không, thằng này cộng 0,4. Đâu, không, chắc thầy bấm nhầm chứ. 36 này cộng với lại 0,44 nhân 40 này trừ đi này 7,36 này trừ đi 45,34 này bằng này 0,9. Vừa nãy bấm nhầm. Chia 18 bằng 0,05. Vậy mình tìm được số mol nước bằng 0,05 ạ. Mình tìm được số mol nước bằng 0,05. Thế thì có phải là số mol nước sinh ra thì có phải chính bằng là số mol của peptide không ạ? Vậy nó chính bằng là số mol Y cộng số mol Z. Chính bằng số mol Y cộng với lại số mol Z. Vậy mình có là số mol Y cộng số mol Z bằng 0,05 nhá. Thế thì hoàn toàn tới đây mình tìm được số mắt xích trung bình. Số mắt xích trung bình của Y và Z thì bằng số mắt xích trung bình của Y và Z thì chính bằng là số mol của X nhá trừ đi số mol của muối. Ok. Rồi chia cho cái gì ạ? Chia cho số mol của nước. Được chưa? Tại sao nhỉ? Tại vì là nói thế nào cho em hiểu nhỉ? Số mắt xích trung bình thì bằng số mol của không phải là số mol của X. Số mắt xích trung bình đây thì mình có nhá, muốn tìm được số mắt xích trung bình thì mình phải chia cho tổng số mol peptide nhé.
tổng số mol peptide đây là 0,05 này. Được chưa? Cái này cái đầu tiên này. Nhá thì có phải là số mắt xích thì có phải là chính là bằng là số cái gốc mà tạo thành thằng peptide không? Thì đây trong này đây. Đây là có cái những cái gốc này. Đúng chưa? Không 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 phải là số mol X đâu, mà là số mol của Na đấy. Tại sao lại là số mol của Na? Tại vì số mol của Na là chỗ này là một thằng NH với một thằng CO. Đúng không? Thì ăn với lại như vậy mà. Một thằng NH, một thằng CO, một thằng NHCO ăn với lại NaOH thì nó ta ăn thì nó tạo thành CONa. Xong rồi cái đầu kia là đầu COH nữa thì ăn thêm một nữa, vì vậy nên là số mol NaOH phản ứng thì nó chính bằng là số mol mắt xích, đúng không? Được chưa? Vậy thì là mình sẽ có là bằng số mol NaOH là 0,44 trừ đi số mol muối. Tại sao lại là trừ đi số mol muối? Bởi vì là trong này thì cái thằng nó tạo thành muối đấy thì nó lại còn có cái gọi là có cái khả năng là thằng X để nó tạo thành thằng muối, đúng chưa? Vậy thì trừ đi số mol muối, tổng số mol muối mình biết rồi đấy là 0,31 cộng 0,1 cộng với lại 0,03. 0,31 cộng 0,1 cộng 0,03. À nó không phải, nó nhầm. 0,44 này là nó phải trừ đi số mol thằng X. Trừ đi số mol thằng X mới đúng. Nhá. Đây, số mắt xích thì bằng 0,44 bởi vì x này của chúng ta là thằng gì? Là thằng este mà. X là este amino acid, được chưa? Thì thằng này sẽ ăn một NaOH và nó chính bằng số mol NaOH trừ đi số mol este x. Được chưa? Vậy mình có này, số mol của thằng số mol của vậy bây giờ mình cần tìm số mol x 0,44 trừ đi số mol của x nhá. Mình có này. Số mol của x thì là bằng bao nhiêu nhỉ? Số mol của x trừ đi này. Số mol của x của chúng ta thì ta bắt buộc ta phải đi tìm nó rồi. Bắt buộc phải tìm nó rồi. Thì số mol chất x, số mol chất x mình còn có cái cách nào là mình đi ngược lại đoạn này không? Bởi vì đây là chỗ thằng này là 0,44. Số mol nước của mình tìm được, số mol nước của mình đây carbon trong này là 0,28. Bên mục tiêu chúng ta là cần tìm được số thằng mắt xích trung bình. Mình cần tìm được số mắt xích trung bình và tìm được số mol của y cộng z mà 0,05 rồi. Đề bài có cho thằng này cộng với thằng này bằng bao nhiêu không? 36 và tác dụng vừa đủ với 0,44. Không, a ancol. Ancol là phai cứu sinh. Số mol ancol là bằng 0,0 bao nhiêu? Số mol ancol là bằng 0,02. Số mol ancol là 0,02. Ancol là 0,02 thì thằng este của amino acid và hai peptide này thì nó phải sinh ra ancol. Thế thì ancol là 0,44 trừ đi số mol thằng x. Số mol thằng x. Ok, mình sẽ có này. Nói nào nhỉ? Khó quá. Khó nói. Hơi khó nói nhờ. Số mol của thằng mắt xích, số mắt xích thì bằng y và z. Số mắt xích trung bình là bằng 0,44 này trừ đi nx chia cho 0,05. Đây là số mắt xích trung bình của y và z thì đúng rồi. 0,44 trừ đi nx chia cho 0,05 thì nó chính là n muối đấy. Đây là muối, đây n muối trừ đi nx. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được nx. Cái khó đấy của mình là chưa tìm được nx. 0,44 mà trừ đi nx, cái chất x này của mình, chất x của mình thì nó không phải là bằng số mol ancol nhỉ? Bằng số mol ancol thì đẹp. Thực ra đáng nhất phải bằng số mol ancol nhỉ? Bởi vì thằng này nó sinh ra, bởi vì thằng này 36 gam E này, ancol đơn trước mạch hở này. Ancol chúng ta 0,02 nhưng mà không phải, 0,44 trừ đi 0,02 bằng chia cho 0,05.
Không phải, không thể bằng số món ăn côn đâu. Chỗ này sao tự nhiên lại bí nhỉ? Bí cái chỗ số mắt xích trung bình. Mình tìm ra được cái chỗ mắt xích trung bình rồi, nhưng mà tự nhiên lại bị tịt ở cái chỗ thằng NX. Số mắt xích trung bình. Số mắt xích trung bình. Số mắt xích trung bình m muối trừ trừ n muối trừ nx chia 0,05. Bây giờ mình bị tắc ở cái chỗ là thằng nx thì bằng bao nhiêu? Nx thì bằng bao nhiêu? Nx tìm được nx ấy. Xem nào. Thằng kia là có của Gly, có Ala nên nó dư ra nhóm CS2. Thằng này là 0,44 rồi. Muốn tìm được nx thì n của peptide, số mol của peptide là 0,05. Số mol peptide là 0,05. Số mol peptide trong 0,5, nhưng trong đấy mình chưa tìm được cái tàu kia. Ô căng phết nhỉ. Thế đang bị lẫn đấy. Ni cộng x. Mình còn vướng mắt mỗi cái chỗ là số mắt xích trung bình thôi. Y và Z tìm được số mắt xích trung bình là xong, mà tại sao ta lại bị tắc ở chỗ đó số mắt xích trung bình này nhỉ? Số mắt xích trung bình. Không phải 44 này, thiếu thằng NX. Giờ mình đi tìm NX. NX thì mình còn có quên bỏ quên cái chỗ nào trên này không? Hình như là không nên bán theo NX, bởi vì là khả năng cao là phải từ số mắt xích trung bình lần ngược lại được NX thì mới đúng. Chứ bây giờ mà từ x mà tìm ra được số mắt xích trung bình thì là hơi hơi khó. Thế giờ muốn tìm được số mắt xích trung bình thì mình tìm được số mol hỗn hợp rồi. Số mắt xích trung bình thì tìm được số mol hỗn hợp rồi. Cái số mắt xích này thì nó chính bằng là số mol nhóm NH CO, NH liên kết với CO thì bằng số mol nước. À, không phải. Không phải, không phải. Không phải. Số mắt xích. Số mắt xích thì có phải là chính bằng cái số Gly ala valine. Cũng khó nói nhỉ. Số mắt xích thì bằng Gly ala valine NHCO, thì cái số mắt xích trung bình thì nó phải bằng là số mol mắt xích chia cho số mol y cộng z. À, số mol mắt xích thì nó phải là bằng cái bọn kia cộng 1 n trừ 1, thì nó sẽ là n là niter, trong đấy có niter. Niter là 0,44. Đúng rồi. Trừ đi nước 0,05 à? Không phải là trừ đi nước. Không phải trừ đi nước đâu ạ. 0,21 trừ 0,05. À. Rồi. Chính xác luôn. Đây. Cái NX này này thì chúng ta không tìm được đâu ạ. Được chưa? Thì mình sẽ có là cái số mắt xích trung bình thì chúng ta tìm ngược lại, thì số mắt xích trung bình này có phải là chính bằng là cái thằng mà số mol nước ở cái quy đổi này này là 0,21 trừ đi tổng số mol peptide 0,05 là đúng là ra số mắt xích luôn. Được chưa? Ôi giời, 0,44, 0,21 này trừ đi 0,05 bằng 0,16, 0,44 trừ 0,16 bằng 0,28 chia 0,05 bằng 5,6. 5,6 cả nhà nhé. Số mắt xích trung bình bằng 5,6. Được chưa? Số mắt xích trung bình bằng 5,6. Thế thì mình có thế này. Đây là số mắt xích trung bình là bằng 5,6. Đây là số mắt xích trung bình của Y và Z nhá. Số mắt xích trung bình của Y và Z ít nhất hai loại gốc, hai peptide mạch hở. Chú ý này, ở đây đề bài bảo này, hai peptide này mạch hở hơn kém nhau một nguyên tử nitơ này. Vậy suy ra một thằng là có 5, một thằng là có 6.
được chưa, được chưa? Thế thì vậy thì mình suy ra một thằng có 5, một thằng có 6, thì mình tách ra nhá, mình tách ra nhá, là thằng 6 này thì nó là 60, thì một thằng là 60, một thằng 40, 5,6 thì gần với lại là thằng 6 hơn với thằng này 60 này, thằng này là 40 này, 60 chia 40 thì là bằng 3 chia 2. Đúng chưa? Vậy thì suy ra số mol này, số mol của một thằng nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 0,05 chia ra 5 phần để mỗi phần bằng 0,01. 01 thì thằng này là 0,03. Thằng có 6 peptide thì nó sẽ là 0,03 này. Thằng này là 0,02 này. Ok. Đấy, thế vậy là suy ra là cái thằng mà có 5 gốc peptide nhá, hay là pentapeptide thì có số mol là 0,02, còn thằng hexapeptide thì có số mol là 0,03. Ok chưa? Vậy thì đặt này. Thì đặt thằng pentapeptide nhá, thằng A là pentapeptide. Pentapeptide thì có số mol của nó là 0,02. Còn thằng B là thằng hexapeptide. Hexapeptide số mol là 0,03. Được chưa? Thế thì bây giờ mình mới đọ vào chỗ bọn này. Vala là 0,03. Thế thì Vala mà bằng 0,03 rồi thì Vala không thể nào nằm trong thằng. Được chưa? Vala ở đây nhá, mình có nhá, số mol Vala là 0,03, vậy Vala chỉ có thể nằm trong thằng B này, vậy thằng này cũng là 0,03 này. Vậy B này chắc chắn là có Vala. Được chưa? Valin, sorry, thầy toàn đọc là Vala. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Mình có này. Số mol của Ala bằng 0,1. Đây, số mol của Ala này bằng 0,1 đây. Và do là số mol của Ala bằng 0,1 nên là Ala thì không thể nằm trong được cái thằng này. Không thể nằm nằm ở bên trong thằng x được. Đấy chưa? Bởi vì thằng x thì chúng ta sẽ tìm được số mol thằng x đây. Số mol thằng x nó sẽ bằng là 0,05, à, nó bằng 5,6 nhân 0,05. 5,6 nhân 0,05 bằng 0,44 trừ n bằng 0,16. Số mol thằng x bằng 0,16. Đấy chưa? Số mol thằng x bằng 0,16. 0,16. Vì vậy nên là mình có là số mol thằng x bằng 0,16 mà số mol của thằng Ala chỉ có 0,1 thôi. Được chưa? Thế nên Ala không thể nằm trong x được. Được chưa? Ala không thể nằm trong x. Nhá. Vậy suy ra mình sẽ có này. Thằng Vậy suy ra mình sẽ có hai thằng này có cái cấu trúc như thế này. Đầu tiên là cái thằng B cho dễ nhất, bởi vì mình biết được thằng B có Vala, có Valin rồi. Vậy nó sẽ là thằng Ala. Ala này. Y lần này. Gly này. Va này. Hexapeptide nhưng mà bỏ một va này còn 5, vậy là 5 trừ y. Thằng pentapeptide này chỉ còn gì? Ala và Gly. Ala x và Gly là 5 trừ x. Được chưa? Anh này là 0,02 mol. Anh này là 0,03 mol, xong rồi đấy ạ. Giờ mình bảo toàn Ala. Thì mình có là 0,02 nhân x cộng với lại 0,03 nhân y thì bằng số mol Ala của chúng ta là bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình có là 2x cộng 3y thì bằng 10. Đúng chưa? Thế thì ngay tức mình nhẩm được luôn thôi, thầy không cần phải phô diễn cái kẻ nữa nhá. Mình nhẩm được luôn là x y, thì mình nhìn đấy, nếu mà x là bằng 1 nhá thì y loại, vậy x bằng 2. Được chưa? Thì y cũng bằng 2. Lấy luôn. Được chưa? Thế thì với x bằng 2, y bằng 2 thì ngay lập tức thầy suy ra ở bên trên này luôn. Vậy nó là Ala 2 Gly 3, và dưới này là Ala 2 Gly 3 Valin. Được chưa? Thế là mình ra được bọn này nhá. Thế đề bài hỏi là, đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của y trong E. Đây y đây ạ. Y. Y là thằng nào? Chết rồi, mình đặt AB. À, y nhỏ z, y nhỏ z đây, y nhỏ z. Vậy thì trong hai này thằng nào nhỏ hơn thì thằng này là y. Thằng này là Z, đây hỏi phần trăm khối lượng thằng này mà số mol là 0,02. Thế tìm được luôn, đúng không? Mình có là 0,02 này nhân với mở ngoặc đơn này 89 nhân 2 cộng với 75 nhân 3 trừ đi 4 nhân 18. Được chưa? Bằng này, chia cho khối lượng là 36 bằng này, nhân với 100 này 18,38%. 18,38% gần bằng 18,39. Đáp án đúng đáp án này. Sao? Đấy. Dễ sợ. Thôi câu này đi thi bỏ nhá. Câu này đi thi thầy cho bỏ. Đấy chưa? Sang câu 40. Câu này đi thi thầy cho bỏ. Thầy đặt cách cho bỏ luôn. 40 nhưng mà làm 40 này thì ngon hơn này. À, mình có 40 này, mình có FE. Hòa tan hết hỗn hợp gồm
FE chúng ta tìm được số 1 FE bằng 5,6 trên 56 bằng 0,1. Đấy chưa? FE NO3 2 lần. Mình tìm được số mol là 27. 27 chia cho 56 cộng 62 nhân 2 bằng 0,15. Và m gam nhôm. Và m gam nhôm trong dung dịch có chứa 0,61 non HCl, HCl là 0,61. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa. Được chưa? Và 2,352 lít hỗn hợp khí Z. 2,352 chia 22,4 bằng 0,105. NO N2O. Chỗ này chúng ta dùng kỹ năng xử lý thôi. 16 x 2 bằng 32. 30 44. Cháu này bằng 2. Cháu này bằng 12. 12 chia cho 2 thì bằng là 6 chia 1 hả? 6 chia 1 bằng 7. 0,105 chia cho 7 bằng 0,015. Vậy N2O này là 0,015. Còn NO là 0,015 x 6 bằng 0,09. 0,09. Ok. Được chưa? Giá trị của M, để bài học giá trị của M. Thế thì chắc chắn bọn này là chắc chắn nó phải sinh ra nước nữa. Đúng không ạ? Chắc chắn bọn này phải sinh ra nước nữa. Thế thì hoàn toàn tới đây là chúng ta sẽ đi đầu tiên là chúng ta đi bảo toàn về, thực ra cái này nó gọi là bảo toàn electron nhưng mà thực ra là bảo toàn H cộng. Chúng ta luôn luôn có là số mol H cộng nhá. Phản ứng này thì có phải là chính bằng là số mol 4 lần số mol NO. 4 lần số mol NO cộng với lại 10 lần số mol N2O cộng với lại 10 lần số mol NH4 cộng. Vậy suy ra mình tìm được số mol NH4 cộng. Số mol H cộng đây 0,61 trừ đi 10. Sorry, trừ đi 4 nhân với 0,09 trừ đi 10 nhân với 0,015 bằng được bao nhiêu chia cho 10 thì bằng là 0,01. Vậy trong này mình có là NH4 cộng của mình bằng 0,01. Đây. Trong này có NH4 cộng 0,01. Ok ạ. Vậy tiếp tục mình đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Khi mình bảo toàn hydro thì mình có này. Hydro đầu tiên trong HCl là 0,61 thì bằng 4 hydro trong NH4 cộng là 4 nhân với lại 0,01. Trong này không có, trong này không có. Đúng chưa? Cộng với lại 2 lần hydro trong nước. Đúng chưa? Hai lần N nước. Và hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N nước. Dễ lắm. Cái phần này H cộng N3 trừ thì lại dễ. 0,61 trừ đi 0,04 bằng chia 2 bằng 0,285. 0,285. Ok chưa? Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M là khối lượng của nhôm đúng không ạ? Đây, hỏi giá trị thằng này. Thế mình đến cuối cùng bây giờ mình bảo toàn khối lượng là xong nhá. Mình bảo toàn khối lượng. Đây là M đây. Mình đi bảo toàn khối lượng. Thì mình có khối lượng của sắt là 5,6 cộng khối lượng của FeNO3 2 lần là 27 gam cộng khối lượng của nhôm là M cộng với khối lượng của HCl là 0,61 nhân với 36,5 thì bằng dung dịch Y 47,455 cộng với khối lượng của hỗn hợp khí này là bằng 0,105 nhân 32. Mình làm nhanh luôn đấy, 0,105 nhân 32 cộng với khối lượng của nước là 20,285 nhân 18. Thấy chưa? Đến đây mình tìm được mà. 47,455 cộng 0,105 nhân 32 cộng 0,285 nhân 18 trừ 0,61 nhân 36,5 trừ 5,6 trừ 27 bằng. Ôi tôi chết. Sao âm? Sao mình bấm lúc nào cũng ra âm vậy? Lúc nào mình bấm cũng ra âm. 0,105 nhân với lại 32 cộng với lại đây xem nào. 47,455 này cộng 0,105 nhân 32 này cộng với 0,285 này nhân 18 này trừ đi 0,61. 0,61 đúng không? 0,61 nhân 36,5 trừ đi này 27 này trừ đi này 5,6 này. Ôi, 1,08 sao đấy? Các em chú ý nhé, đi thi đừng bấm như thầy. Bấm thầy chết. 1,08.
À, 40 đáp án này. Ok. Xong. Let's go.